Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 36. Không thể nghi ngờ, nếu như không có sự tích đó thì sẽ không có cái tên Dương Diên mà võ cổ giới truyền tai nhau, thì hôm nay Tô Tâm Hà cũng không có khả năng tới tìm anh để xin lỗi. Sau khi mời ba người đi vào phòng khách, Viên Kim Phượng xuống dưới nhà nhìn thấy có khách tới, sau khi pha trà cô đứng ở một bên, bộ dáng giống như một người vợ hiền. Lúc này, bên ngoài có hai gã to lớn vạm vỡ mang theo một chiếc hộp kim loại cao một thước, dài ba thước. Cũng không biết bên trong có gì, nhưng nhìn cái dương có vẻ rất nặng, hai người họ khiêng tới toát cả mồ hôi. Phía sau lại có người ôm theo ba cái hộp gỗ nhỏ đi vào, Tô Tâm Hà bảo bọn họ đặt đồ xuống rồi ra ngoài. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Dương Bách Xuyên, Tô Tâm Hà lần lượt mở những chiếc hộp trước mặt anh rồi nói, Dương tiên sinh không phải là người bình thường, hôm nay là lần đầu tiên tôi được gặp mặt. Cũng tới đây là để xin lỗi, cho dù thế nào thì vẫn mong Dương tiên sinh nhận lấy những chút lễ vật này. Dứt lời, ông mở cả bốn cái dương ra. Vốn dĩ, Dương Bách Xuyên còn cho rằng Tô Tâm Hà sẽ tặng vàng bạc châu báu hay thứ gì đó, nào biết sau khi mở dương ra, ánh mắt của Dương Bách Xuyên cũng sáng lên. Ánh mắt anh nhìn về phía ba hộp gỗ nhỏ đầu tiên, bên trong hộp thứ nhất là sâm ngàn năm, hộp gỗ thứ hai là linh chi ngàn năm, thứ ba là một cây san hô đỏ. Sau khi ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, cả cây san hô sẽ phát ra ánh sáng, trông rất đẹp mắt. Càng hiếm thấy là san hô tỏa ra năng lượng không thua gì linh thạch hạ phẩm, hơn nữa còn là linh khí thuộc tính thủy, cả một cây san hô lớn, Dương Bách Xuyên đoán nếu như hấp thụ toàn bộ linh khí bên trong, nhất định có thể khiến chân khí trong cơ thể anh tăng lên một bậc. Tất cả đều là thứ tốt. Cuối cùng, ánh mắt Dương Bách Xuyên rơi vào dương lớn nhất, anh híp mắt. Không nhịn được mà đi từ ghế sofa tới cạnh chiếc dương để nhìn. Thoạt nhìn giống như là đá không linh được miêu tả trong bách khoa toàn tư tu chân, để xác nhận xem có thật sự là không linh thạch hay không, Dương Bách Xuyên đã đứng dậy để kiểm tra. Anh thả tinh thần lực đi về phía khối đá được nghi ngờ là không linh thạch. Giây sau, trên mặt Dương Bách Xuyên lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là không linh thạch, không sai. Thật ra không linh thạch cũng không có tác dụng gì lớn. Chỉ có một đặc điểm duy nhất, đó chính là chế tác ngọc giản. Ngọc giản chính là quyển sổ tay mà tu chân giả sử dụng, có thể thông qua tinh thần lực để ghi chép công pháp muốn ghi lại. Ghi chép trong linh không thạch cũng chính là trong ngọc giản, cực kỳ thuận tiện. Dương Bách Xuyên vốn cho rằng, trên trái đất không còn sự tồn tại của không linh thạch nữa, không ngờ hôm nay Tô Tâm Hà lại mang tới cho anh một bất ngờ, một tảng không linh thạch cao chừng một thước dài ba thước. Một khối đá lớn như vậy có thể làm được một tới 200 miếng ngọc giản. Mỗi miếng hình lập phương dài 3 tấc là đủ rồi. Trước kia, công pháp mà Dương Bách Xuyên truyền dạy lại cho đệ tử Vân Môn đều là viết tay, viết trên giấy, không những chậm mà còn không ghi chép được đầy đủ. Nếu như có ngọc giản giống, chỉ cần suy nghĩ là có thể thông qua tinh thần lực ghi chép công pháp vào trong ngọc giản, người muốn xem chỉ cần tinh thần niệm là có thể xem được, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ biến mất. Đây chính là công dụng lớn nhất của không linh thạch. Trong mắt Dương Bách Xuyên thì đây quả thật là bảo bối tốt nhất. Tô Tâm Hà và Phong Thiên Nhai đang đứng bên cạnh, sau khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của Dương Bách Xuyên, hai người lập tức yên tâm, đến tìm Dương Bách Xuyên để xin lỗi chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là tới kết giao. Là một thương nhân, đương nhiên ông hiểu muốn kết giao với người khác thì tặng quà chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất, nếu như Dương Bách Xuyên thích quà tặng. Vậy thì bọn họ thiết lập quan hệ là điều không thể nghi ngờ. Lúc chọn quà tặng, hai người cũng hao tốn không ít tâm tư, ngoại trừ nhân sâm, san hô và linh chi ra thì còn có một khối đá kỳ lạ. Ngay cả Tô Tâm Hà và Phong Thiên Nhai cũng không biết đây này là thứ đồ gì, chỉ xem thành khối đá mà thôi. Trong mắt hai người họ thì khối đá này xếp hạng chót nhất trong bốn lễ vật mang tới. Mang theo nó tới đây cũng là ý kiến của Phong Thiên Nhai, bởi vì ông đã nghiên cứu qua. Bên trong không hề có linh khí, nhưng có thể chứa đựng tinh thần lực, đối với ông thì chuyện này rất khó hiểu, nghĩ tới nhất định có chỗ nào kỳ lạ, vì vậy đã dứt khoát mang nó tới, ai ngờ đây lại là món đồ mà Dương Bách Xuyên thích nhất. Lúc này, Dương Bách Xuyên xem xong thì đóng nắp dương lại, anh cười với Tô Tâm Hà rồi nói, Tô tiên sinh có lòng rồi, tôi rất thích những quà tặng này, như vậy đi, tôi cũng không thể chiếm không đồ của ông được, ở đây có hai viên đan tụ khí, hai viên đan bồi nguyên. Xem như là quà gặp mặt của tôi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên lấy từ bình càn khôn hai viên đan tụ khí và hai viên đan bồi nguyên đưa tới trước mặt Tô Tâm Hà. Không, tiên sinh không cần phải như vậy, tôi tới đây để nhận lỗi,
mang theo chút quà cũng là điều đương nhiên, sao tôi có thể nhận đồ của anh được, chuyện này dù sao cũng không được. Tô Tâm Hà vội vàng từ chối. Nhưng lần này, Phong Thiên Nhai ở bên cạnh lại nóng nảy, Tô Tâm Hà là người bình thường không có hiểu biết về đan dược, nhưng ông thân là tiên thiên võ cổ giả, sớm đã nghe qua đan dược trong tay Dương Bách Xuyên chính là chân chính của tạo hóa. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy ra, Phong Thiên Nhai có thể cảm nhận được sức sống và sinh khí cường đại được tản ra từ viên đan, trong lòng ông biết đây tuyệt đối là đan dược chân chính, lúc này, Phong Thiên Nhai hận không thể nhận thay Tô Tâm Hà. Dương Bách Xuyên lấy ra 4 viên đan dược một lúc, trong mắt Phong Thiên Nhai, một viên trong số đó cũng vượt xa lễ vật mà Tô Tâm Hà mang tới. Phong Thiên Nhai nói thầm, hào phóng thật đấy, quả nhiên là người có tông môn, tôi cũng muốn. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, cầm đi, những đan dược này cực kỳ tốt với cơ thể ông. Nếu ông không nhận thì tôi cũng không thể nhận quà của ông được. Nếu hôm nay đã đến đây thì mọi người đều là bạn bè, hơn nữa đợi lát nữa tôi có vài chuyện muốn bàn bạc với ngài Tô. Điều này khiến cho Phong Thiên Nhai thầm thở một hơi sâu, ông ta biết 4 viên đan dược này của Dương Bách Xuyên vô cùng hiệu nghiệm. Tô Tâm Hà lập tức hỏi, không biết tiên sinh còn chuyện gì nữa không? Xin nói thẳng, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực. Tô Tâm Hà nhớ lúc nãy Dương Bách Xuyên nói có chuyện bàn bạc với ông ta. Dương Bách Xuyên cười ha ha, nhìn về phía Tô Cẩn đứng ở phía sau Tô Tâm Hà, vươn tay nói, tôi muốn Tô Cẩn, không biết ngài Tô có đồng ý không? Vừa dứt lời, Tô Tâm Hà đổi sắc mặt, mà Tô Cẩn cũng đỏ mặt, trong lòng mắng Dương Bách Xuyên không biết xấu hổ. Trong lòng Tô Tâm Hà, Dương Bách Xuyên này quá thẳng thắn, Tô Tâm Hà ông chỉ có một đứa con gái này. Sao Dương Bách Xuyên lại nói thẳng như thế được? Trước khi đến, Phong Thiên Nhai cũng đã nói nếu có thể móc nối quan hệ với Dương Bách Xuyên thông qua Tô Cẩn cũng khá ổn. Nghĩ như thế nhưng Dương Bách Xuyên trắng trợn nói thẳng, điều này khiến cho người làm ba như ông đồng ý thế nào đây? Tô Tâm Hà có chút xấu hổ, dù sao con gái cũng ở bên cạnh. Nhưng mà nghĩ lại lời Phong Thiên Nhai đã nói, nếu có thể ôm lấy đùi Dương Bách Xuyên, nhà họ Tô có thể trở thành bá chủ đảo Hồng Kông. Đối với một gia chủ mà nói, còn gì hấp dẫn hơn tự tay đưa gia tộc phát triển chứ? Còn con gái cũng chỉ có thể hy sinh một chút, hơn nữa trong mắt Tô Tâm Hà, Dương Bách Xuyên cũng là nhân tài tiểu bi ể. Hơn nữa mấu chốt người ta là người tu chân, tiền đồ vô lượng. Nếu con gái Tô Cẩn đi theo Dương Bách Xuyên, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Trong lòng ông ta âm thầm nói, bé Cẩn à, vì nhà họ Tô, ba phải có lỗi với con. Sau đó Tô Tâm Hà nhìn Dương Bách Xuyên, nói, nếu ngày sau bé Cẩn nhà tôi có thể đi theo bên cạnh Dương tiên sinh cũng là may mắn của con bé, nhưng tôi chỉ có một đứa con gái rượu này, sau này hy vọng con bé có thể về thăm nhà mẹ đẻ, dừng lại, dừng lại. Dương Bách Xuyên càng nghe càng thấy sai sai. Vội vàng ngắt lời Tô Tâm Hà, nghĩ lại anh lập tức hiểu Tô Tâm Hà đã hiểu lầm. Anh Tô, nếu Dương tiên sinh đã thật lòng tặng đan dược thì anh cứ nhận đi. Phong Thiên Nhai ở bên cạnh cười ha ha, nói. Tô Tâm Hà cũng biết Dương Bách Xuyên thật lòng tặng đan dược, lúc này không từ chối nữa, nhận đan dược rồi cảm ơn. Nghe giống như anh muốn để Tô Cẩn làm vợ bé vậy. Dương Bách Xuyên cũng biết mình không nói rõ, cười khổ giải thích, ngài Tô, ông hiểu lầm rồi. Cũng tại tôi không nói rõ. Là như này, lúc trước tôi quen Tô Cẩn, phát hiện cô ấy rất thích hợp để tu, rất hợp tu luyện võ công, ý của tôi là muốn đưa Tô Cẩn vào vân môn tôi tu luyện võ đạo, không biết ngài Tô và Tô Cẩn có đồng ý không? Lúc này Dương Bách Xuyên nói rõ. Trong lòng Tô Cẩn vui đến mức sắp nhảy dựng lên, cô rất thích luyện võ, chú Phong không dạy cô võ công, lúc này anh Xuyên mạnh hơn muốn cô luyện võ, cô đột nhiên nói lớn, anh Xuyên, em đồng ý. Đồng ý. Còn với Tô Tâm Hà thì hạnh phúc đến quá đột ngột, không ngờ Dương Bách Xuyên lại nói việc này. Trước kia cũng nghĩ tới việc để Phong Thiên Nhai truyền thụ võ công cho con gái, nhưng bất kể là Phong Thiên Nhai hay là một cao thủ khác bên cạnh ông cụ trong nhà đều rất truyền thống, vốn không nhận nữ đệ tử. Sau khi con gái đồng ý trước, Tô Tâm Hà mới phản ứng lại, vui mừng nói, tôi đồng ý, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Bé Cẩn, nhanh bái sư đi. Mặt Tô Tâm Hà ửng hồng, nói với Tô Cẩn. Nhưng bị Dương Bách Xuyên ngăn lại, nói, bái sư thì không cần, thật không giấu, tôi nhận ba học trò nhưng không có thời gian dạy dỗ, thật sự rất hổ thẹn. Sau khi Tô Cẩn vào vân môn, tôi sẽ sắp xếp người chuyên môn truyền thụ võ công cho cô ấy. Dường như Tô Cẩn cũng không muốn bái Dương Bách Xuyên làm thầy, thở phào nhẹ nhõm nói, em nghe theo anh Xuyên sắp xếp.
Tô Tâm Hà thấy hơi tiếc nuối vì Dương Bách Xuyên không nhận con gái làm học trò, nhưng cũng không tiện nói gì. Dù sao Dương Bách Xuyên nói có thể để cho con gái vào Vân Môn là đủ rồi. Gia nghiệp nhà họ Tô rất nhiều, không có người trong nhà hộ tống là tâm bệnh của Tô Tâm Hà. Ông biết anh Phong Thiên Nhai Phong không thể nào ở nhà họ Tô cả đời, nhân vật như vậy cuối cùng có ngày sẽ rời khỏi nhà họ Tô. Nhà họ Tô chuyển thành gia tộc cổ võ thì gia nghiệp nhà họ Tô mới có thể truyền thừa từ đời này sang đời khác. Hiện giờ có Dương Bách Xuyên nhận con gái Tô Cẩn vào Vân Môn, đây chính là lần chuyển biến lớn nhất của nhà họ Tô. Đúng là giúp lòng Tô Tâm Hà vô cùng vui sướng. Chuyến đi hôm nay là đúng. Dương Bách Xuyên cũng vui, Vân Môn có thêm một đệ tử đơn hệ linh căn, tương lai trưởng thành sẽ là nền móng của Vân Môn. Cả hai bên rất vui mừng. Lúc này Phong Thiên Nhai ngồi ở một bên muốn nói lại thôi, Dương có chuyện muốn nói nhưng lại không nói ra. Dương Bách Xuyên thấy thế, sau đó cười nói, anh Phong có chuyện gì sao? Phong Thiên Nhai hơi ngượng ngùng, nói, ngài đúng là tinh tường, quả thật tôi có chuyện khó có thể mở miệng, không biết có nên nói không? Ha ha, hôm nay mọi người có thể ngồi ở đây chính là duyên phận, anh Phong cứ nói, nếu cần tôi giúp, chỉ cần có thể giúp được thì tôi chắc chắn không từ chối. Hôm nay Dương Bách Xuyên lấy được Liễu Không Linh Thạch, có thêm một môn nhân cho Vân Môn, tâm trạng khá tốt, bảo Phong Thiên Nhai có chuyện gì cứ nói thẳng. Khụ khụ, Phong Thiên Nhai ho khan một tiếng, mặt da đỏ lên nói, không biết Vân Môn của ngài còn cần người hay không, tôi cũng muốn gia nhập Vân Môn. Ặc, Dương Bách Xuyên nghe thấy lời của Phong Thiên Nhai, đột nhiên ngây ngẩn cả người, anh không ngờ thiên hạ còn có chuyện tốt thế này. Một cao thủ tiên thiên tầng 6 lại nói muốn gia nhập Vân Môn. Còn hơi lo lắng như sợ anh nói không cần. Phải biết rằng đây là võ cổ giả tiên thiên chứ không phải là ám kình, trong 100 tên ám kình cũng chưa chắc xuất hiện một võ cổ giả tiên thiên. Dương Bách Xuyên thấy võ cổ giả tiên thiên như Phong Thiên Nhai, hơn nữa còn là người có cảnh giới tiên thiên tầng 6, chỉ cần nói một câu muốn gia nhập tông môn thì ai mà chẳng đến cướp chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau nhìn dáng vẻ Phong Thiên Nhai như có ẩn tình khác. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, một võ cổ giả tiên thiên tầng 6 muốn gia nhập Vân Môn, đây đều là chuyện tốt không thể cầu với Dương Bách Xuyên. Bây giờ Vân Môn là trẻ nhỏ mới bắt đầu, đang cần người cấp tiên thiên tọa chấn, cần người cấp bậc tiên thiên trở thành lực lượng nòng cốt. Dương Bách Xuyên ngẩn người, nghĩ đến những vấn đề này, nửa ngày không nói gì. Cảnh này trong mắt Phong Thiên Nhai, đột nhiên cảm thấy mất mát, trong lòng ông ta thở dài một hơi. Tán quả nhiên vẫn không có tông môn nào nhận tán tu, dù sao cũng không có căn cơ, đây là đau khổ của tán tu. Dừng một chút, Phong Thiên Nhai nói, ngài chớ khó xử, tôi là như vậy đấy, xem như tôi chưa từng nói. Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không không không, anh Phong có thể gia nhập Vân Môn, tôi làm môn chủ Vân Môn đương nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Thế này đi, chỉ cần anh Phong có thể gia nhập Vân Môn, chính là đệ tử đời thứ nhất Vân Môn. Mỗi tháng cho anh Phong 3 viên đan tụ khí để tu luyện, 5 viên đan bồi nguyên, bí điển Vân Môn cũng cho người trên tiên thiên đọc, không biết anh Phong thấy thế nào. Đùa hay sao mà không cho phép võ cổ giả cấp bậc tiên thiên gia nhập Vân Môn, nếu Dương Bách Xuyên không cần thì chắc chắn đầu úm nước. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, Phong Thiên Nhai đứng dậy, run run nói, ngài nói thật ư. Bây giờ trong lòng Phong Thiên Nhai như sông cuộn biển gầm. Vốn ông ta định đề xuất gia nhập Vân Môn là vì nhìn chúng tài nguyên tu luyện của tông môn, có thể giúp cho tu vi của ông ta tiến thêm một bước, võ cổ giả nào cũng muốn tu vi tăng lên. Vốn nghĩ Dương Bách Xuyên có thể nhận mình là thỏa mãn rồi. Người có tông môn, cho dù là đi tham gia tiên thiên luận đạo, có tư cách đi những nơi bí hiểm trên trái đất, càng không có người khinh thường. Không ngờ Dương Bách Xuyên chẳng những đồng ý mà còn hứa hẹn mỗi tháng cho 3 viên đan tụ khí và 5 viên đan bồi nguyên để tu luyện. Huống chi Dương Bách Xuyên còn nói ông ta cũng có thể xem bí điển Vân Môn. Phong Thiên Nhai nghe thấy thế, quả thực giống như nằm mơ, thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy sao? Lần đầu tiên Phong Thiên Nhai cảm giác mình có tôn nghiêm như thế, nghĩ lại trước kia, trong mắt những tông môn kia, tán tu là mấy kẻ ăn mày trong giới võ cổ, nằm dưới đáy xã hội, còn chẳng bằng người bình thường trong gia tộc võ cổ giả, mặc dù là tiên thiên nhưng thân phận vẫn không cao. Tán tu ở giới võ cổ là tồn tại xấu hổ nhất, hiếm khi được những tông môn cổ xưa kia đối tốt, nhưng cũng không còn cách nào, bởi vì những tông môn cường đại kia đang nắm giới võ cổ trong tay. Nếu Dương Bách Xuyên có thể mỗi tháng cho anh nhiều đan dược tu luyện như vậy, dù bắt ông ta bán mạng thì ông ta cũng không chớp mắt.
Vậy nên Phong Thiên Nhai nghẹn ngào hỏi. Ha ha, Dương Bách Xuyên tôi thân là môn chủ Vân Môn, chẳng lẽ anh Phong không tin được sao? Dương Bách Xuyên cười nói. Lần này Phong Thiên Nhai run run, không chút do dự quỳ rạp trước mặt Dương Bách Xuyên, nói, Phong Thiên Nhai bái kiến môn chủ, từ nay về sau Phong Thiên Nhai sống là người Vân Môn, chết là quỷ Vân Môn, nguyện vì cúc cung tận tụy với Vân Môn đến chết. Nếu Dương Bách Xuyên đã tỏ thái độ, Phong Thiên Nhai anh không nắm bắt cơ hội thì mấy chục năm nay đã sống vô ích rồi, lúc này ông ta thể gia nhập Vân Môn. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, nghe Phong Thiên Nhai nói sống là người Vân Môn, chết cũng là quỷ Vân Môn, anh rất thích những lời này. Có thể tìm cho Vân Môn một cao thủ tiên thiên tầng 6, đây đúng là tin vui ngoài ý muốn, vội vàng đỡ Phong Thiên Nhai dậy. Sau khi ngồi xuống, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hỏi nghi hoặc trong lòng, lão Phong này, theo lý thuyết tu vi tiên thiên tầng 6 của ông, nếu gia nhập bất kỳ một tông môn nào thì người khác phải tranh giành mới đúng. Nhưng tôi thấy dáng vẻ của ông lúc nãy hình như. Lời sau Dương Bách Xuyên không nói ra, nhưng Phong Thiên Nhai vẫn hiểu ý. Đương nhiên không thể mở bí điển Vân Môn, cần phải có cống hiến cho Vân Môn mới có thể mở bí điển Vân Môn cho bọn họ. Nhưng mà tôi bật đèn xanh cho Phong Thiên Nhai ông, có thể đọc bí điển Vân Môn bất cứ lúc nào, ông quay về lập tức xử lý chuyện này đi. Dáng vẻ Dương Bách Xuyên hiên ngang lẫm liệt nói, như thể anh là hiện thân của chính nghĩa vậy. Phong Thiên Nhai nghe xong, cả người run rẩy, kích động nước mắt lưng tròng, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, Phong Thiên Nhai thay mặt tán tu trong thiên hạ cảm ơn đại ân của môn chủ yên tâm, chỉ cần truyền tin này ra ngoài, ít nhất sẽ có 8 phần tán tu gia nhập Vân Môn. Đứng lên đi, nếu ông đã bái nhập Vân Môn tôi thì chính là người của Vân Môn, sau này không cần động cái là quỳ xuống. Dương Bách Xuyên cười đỡ Phong Thiên Nhai dậy. Phong Thiên Nhai rất kích động, Dương Bách Xuyên đang cho tán tu trong thiên hạ một con đường sống, bất quá sau khi đứng dậy, cơ thể Phong Thiên Nhai run lên, dường như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt. Ông ta nghĩ nếu Dương Bách Xuyên làm như vậy, chẳng phải đối nghịch với toàn bộ tông môn cổ xưa trong giới võ cổ sao? Ha ha ha! Sau khi cười to, anh nói, lão Phong à! Hôm nay tôi dám đưa ra quyết định này thì sẽ không sợ tông môn cổ xưa. Nói thật cho ông biết, mặc dù Vân Môn chúng ta mới thành lập không lâu, nhưng Vân Môn truyền thừa sâu xa, có thể bỏ xa những tông môn cổ xưa kia 100 con phố. Dương Bách Xuyên tôi và Vân Môn của tôi dám ăn con cua này, Vân Môn dám làm vì thiên hạ. Lời nói của Dương Bách Xuyên khí thế ngút trời, vô cùng tự tin, khiến lòng Thiên Nhai dâng lên ngọn lửa hy vọng. Phong Thiên Nhai không biết Dương Bách Xuyên có sức mạnh gì. Nhưng biết trong giới võ cổ Dương Bách Xuyên được gọi là Dương Điên, đương nhiên thực lực của anh không yếu chút nào. Mặt khác rốt cuộc lợi ích thực tế vẫn là Dương Bách Xuyên đưa tài nguyên tu luyện, Phong Thiên Nhai thấy không ai có thể chịu được sức hấp dẫn mỗi tháng 3 viên đan tụ khí và 5 viên đan bồi nguyên. Mặc kệ Dương Bách Xuyên nói thật hay giả, lúc này Phong Thiên Nhai chọn tin tưởng anh, cho mình một cơ hội, cũng cho tán tu trong thiên hạ một cơ hội. Mà Dương Bách Xuyên thấy tông môn cổ xưa không dám nhận thiên hạ tán tu. Lòng trung thành chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, mỗi tán tu đều có công pháp tu luyện riêng truyền thừa. Sau khi vào tông môn không thể, cũng không có cách nào đổi thành võ công tâm pháp của tông môn. Vì vậy, không có cảm giác trung thành và chân thành. Nhưng vấn đề này ở trong tay Dương Bách Xuyên vốn không phải vấn đề. Anh sẽ thay đổi triệt để vấn đề công pháp tán tu, bởi vì Vân Môn là tông môn tu chân, đường sau này càng dài hơn tông môn võ cổ giả. Nói cách khác, tiềm lực tông môn võ cổ giả không thể sánh được, tầm nhìn xa hơn tông môn cổ xưa nhiều. Phải biết không có một tông môn nào trong thiên hạ dám nhận tán tu, Dương Bách Xuyên làm như vậy là đắc tội với tông môn cổ xưa, đây không phải là chuyện đùa. Nghĩ đến vấn đề này, Phong Thiên Nhai chỉ biết kích động không thôi, nếu Dương Bách Xuyên nghĩ đến chuyện bị tất cả tông môn cổ xưa bao vây tấn công, anh còn dám nhận tán tu trong thiên hạ sao? Dương Bách Xuyên thấy sắc mặt Phong Thiên Nhai không đúng. Lập tức hỏi, sao thế lão Phong? Phong Thiên Nhai nghe Dương Bách Xuyên hỏi, rốt cuộc cũng nói lo lắng này ra, môn chủ, mặc dù ngài có lòng tốt, nhưng mà không biết môn chủ có nghĩ tới việc này hay không? Nếu như ngài đón nhận tán tu trong thiên hạ thì chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt thế lực tông môn cổ xưa trong và ngoài cả giới võ cổ. Làm không tốt bọn họ sẽ liên hợp lại tấn công Vân Môn, nói khó nghe thì có thể sẽ diệt môn. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Nhưng lập tức cười ha ha. Cấp bậc tiên thiên chuyển qua công pháp tu chân càng nhanh hơn so với trong thời kỳ ám kình, cũng không ảnh hưởng đến thực lực,
chỉ là tán tu tiên thiên kéo dài tu luyện cảnh giới công pháp mà thôi. Có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tán tu trung thành, Dương Bách Xuyên nghĩ đầu tiên cho bọn họ tu luyện tới công pháp trúc cơ kỳ, chờ sau khi tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, lại cho tu luyện công pháp kim đan kỳ, như thế từng vòng đan xen, mỗi tán tu tiến vào vân môn đều tu luyện công pháp tu chân của vân môn. Vì đạt được công pháp sau khi tu luyện, bọn họ phải trung thành vân môn, cống hiến cho vân môn, há lại sợ bọn họ không trung thành. Nghĩ đến tán tu trong thiên hạ có 200-300 người đạt cấp tiên thiên, cho dù chọn một ít tư chất và nhân phẩm đủ tư cách tiến vào vân môn, chỉ cần chọn 3 phần trong 200-300 người, vân môn có thể có 80-90 môn nhân thực lực cấp bậc tiên thiên trong nháy mắt. Đến lúc đó, ha ha, có thể sánh vai những tông môn cổ xưa kia trong thời gian rất ngắn, sao lại sợ bọn họ chứ? Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, thu nạp thiên hạ tán tu đúng là một khoản hời lớn. Một khi kế hoạch này thành công, đừng nói tất cả tông môn trong giới võ cổ là kẻ thù, cho dù là thế lực toàn địa cầu đến, anh cũng không sợ. Cộng thêm pháp thuật tu chân, xưng bá còn có thể ấy chứ. Nói cho cùng trên bây giờ trên trái đất chỉ có một ít cấp bậc cao võ mà thôi, cũng không phải người tu chân. Có môn nhân đệ tử mạnh mẽ làm chỗ dựa. Tương lai Dương Bách Xuyên mới có thể sắp xếp tốt hơn, anh muốn đi Sơn Hải giới, sau khi tu vi cường đại, tu chân giới mới là sân khấu lớn của anh. Nghĩ đến những điều này, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà chảy nước miếng. Ngồi xuống tiện tay lập tức cho Phong Thiên Nhai 5 viên đan tụ khí, 5 viên bồi nguyên bàn bạc với ông ta chuyện thu nạp tán tu thiên hạ vào vân môn. Phong Thiên Nhai nhận được đan dược Dương Bách Xuyên ban thưởng, bây giờ rất vui sướng. Đưa ra phương pháp cho Dương Bách Xuyên, ông ta cũng hiểu được ít nhiều dã tâm của Dương Bách Xuyên, nhưng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Kiến nghị Dương Bách Xuyên tạm thời để ông ta âm thầm liên lạc với tán tu võ cổ giả, đừng kinh động những tông môn cổ xưa kia. Nếu không một khi tông môn cổ xưa biết được vân môn muốn thu nạp võ cổ giả thiên hạ, không chừng tất cả tông môn sẽ liên hợp lại đối phó vân môn. Dương Bách Xuyên hoàn toàn tán thành đề nghị của Phong Thiên Nhai. Bảo ông ta đi thu nhận tán tu võ cổ giả cho vân môn, đương nhiên cũng không quên dặn tiên thiên trở lên đều nhận. Sau khi hai người bàn bạc một phen, Phong Thiên Nhai lập tức chuẩn bị rời đi, ông ta cũng là thành viên của liên minh tán tu, đương nhiên có cách liên hệ với tán tu võ cổ giả. Mà Tô Tâm Hà bên cạnh cũng không tức giận vì Phong Thiên Nhai muốn rời khỏi nhà họ Tô, dù sao con gái vào vân môn, bây giờ Phong Thiên Nhai cũng vào vân môn thì có thể chăm sóc lẫn nhau, đây là chuyện tốt với nhà họ Tô. Đối với vấn đề bảo vệ an toàn nhà họ Tô, Phong Thiên Nhai tỏ vẻ là chuyện nhỏ, lúc rời khỏi đảo cảng ông ta sẽ tìm người khác, cũng vẫn cung phụng nhà họ Tô. Sau khi mấy người tán gẫu xong, lập tức rời đi, Tô Cần ở lại, dù sao cô cũng học xong đại học, không có việc gì. Tô Tâm Hà rất vui, trong lòng nghĩ tốt nhất con gái phải tóm lấy Dương Bách Xuyên, đến lúc đó nhà họ Tô sẽ càng thêm vững chắc. Dương Bách Xuyên sẽ thu nạp chuyện tán tu. Điện thoại thông báo cho Khưu Vân cùng đạo trưởng Phương trong nhà, để cho bọn họ phối hợp với Phong Thiên Nhai. Đồng thời gọi điện thoại cho Lục Tuyết Hy, để cô ấy trở về vân môn tỏa chấn, nếu Phong Thiên Nhai chiêu mộ được tán tu thì cũng có người tiếp đãi bọn họ. Hơn nữa Lục Tuyết Hy cũng xem như người tu chân kỳ cựu của vân môn, có thể nói cho tán tu đến đây biết chuyện tu luyện vân môn. Cô đâu có độc cô vô tình tỏa chấn tạm thời đủ rồi, tốt xấu gì cô ấy cũng là trúc cơ kỳ tầng 4. Hơn nữa lần trước Dương Bách Xuyên còn truyền thụ tinh huyết chú và ngự phong thuật cho cô ấy. Với thực lực của độc cô vô tình bây giờ, đối phó tiên thiên tầng 5, thậm chí là tầng 6 cũng không phải không thể. Thời gian nhanh chóng đến ngày Viên Kim Phượng mở phiên tòa, Dương Bách Xuyên gọi cho Đàm Miêu rất tin tưởng, không có chút vấn đề gì, mấy ngày nay bọn họ có thu thập được một ít tài liệu về nhậm tra giả. Dương Bách Xuyên đích thân đi cùng Viên Kim Phượng. Ở hiện trường. Anh thấy nhậm tra giả, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, có ngoại hình nhã nhặn, nhưng là một người có tâm kế rất sâu. Kết quả sau khi mở phiên tòa, đương nhiên tất cả đều nằm trong tay Đàm Miêu, luật sư của Viên Kim Phượng có chứng cứ Đàm Miêu đưa tới. Hơn nữa việc Thomas nhận tội đã làm giả chứng cứ vì bị nhậm tra giả uy hiếp, đương nhiên Viên Kim Phượng toàn thắng. Nhậm tra giả bị bắt, tội danh giết người, giả mạo bằng chứng và nhiều tội khác, tất cả đều là kết quả của những nỗ lực của Đàm Miêu. Tuy nhiên, với việc nhậm tra giả bị bắt, Dương Bách Xuyên không yên tâm chút nào, bởi vì người nhà họ Hồng có quan hệ, chắc chắn nhậm tra giả sẽ sớm được thả ra. Đối với thủ phạm ức hiếp Viên Kim Phượng, Dương Bách Xuyên không có ý định buông tha, trước khi đi để lại một dấu ấn trên người nhậm tra giả,
anh sẽ quay lại tính sổ với tên cặn bã này. Sau khi ra khỏi phòng xử án, viên Kim Phượng ôm Dương Bách Xuyên khóc. Sau khi an ủi một phen, trở về nhà, viên Kim Phượng gọi người đại diện chuyên nghiệp đến công ty, tuyên bố bán công ty. Bây giờ cô ấy không có tâm trí điều hành công ty, càng không muốn ở lại đảo Hồng Kông. Chỉ hy vọng rời khỏi đảo Hồng Kông càng sớm càng tốt, đến Vân Môn tu luyện hỏi thăm cha mẹ. Mấy ngày nay có Dương Bách Xuyên ban ngày truyền thụ tu luyện, viên Kim Phượng đã bước vào luyện khí kỳ tầng 1, rất thích cảm giác tu chân. Với chuyện viên Kim Phượng chuyển nhượng công ty, Dương Bách Xuyên gọi điện thoại cho Lưu Tích Kỳ, bảo anh ta cùng người đến đảo Hồng Kông mua lại công ty của viên Kim Phượng. Dù sao Vân Môn cũng muốn phát triển ở đảo Hồng Kông, đây là một cơ hội. Lưu Tích Kỳ tỏ vẻ anh ta sẽ đến nhanh, đang nghĩ tới chuyện Vân Kỳ có thể đứng vững trên đảo Hồng Kông, có sẵn một công ty là tốt nhất. Đêm hôm đó, Dương Bách Xuyên và viên Kim Phượng cá nước hài hòa một phen, anh tắm rửa mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Viên Kim Phượng đang ngủ trên giường, tỉnh lại hỏi, hơn nửa đêm còn định ra ngoài ư. Dương Bách Xuyên đi qua hôn cô một cái nói, chị ngủ trước đi. Chuyến đi này sẽ đặt dấu chấm hết trên bức tranh đảo Hồng Kông, em làm việc phải có đầu có đuôi, ha ha, sẽ về nhanh thôi. Vậy em cẩn thận chút, viên Kim Phượng không hỏi nhiều, cô không phải là một đứa trẻ, biết chuyện của đàn ông không nên hỏi thì không được hỏi, hỏi nhiều lại bị ghét. Bây giờ cô thích sống với Dương Bách Xuyên, những ngày này cô rất hạnh phúc. Sau khi Dương Bách Xuyên ra khỏi cửa, anh nhắm hai mắt lại, một lát sau đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng anh lạnh lẽo, dùng ngự phong thuật. Lập tức bay lên không trung, sau khi cao khoảng 100 mét, anh bay về phía bắc. Buổi tối đi ra, không có gì khác, cái gọi vẽ một dấu chấm hết cho bức tranh đảo Hồng Kông, tất nhiên là để tìm nhận cha giả, hoặc có thể gọi là Hồng Sĩ. Hôm nay để lại dấu ấn trên người Hồng Sĩ là để tìm thấy gã, chỉ cần cảm nhận được hướng của Hồng Sĩ. Mặc dù Hồng Sĩ là con riêng của một người nào đó ở nhà họ Hồng, sau khi bị bắt, Dương Bách Xuyên tin chắc với thế lực của gia tộc võ cổ giả nhà họ Hồng, Hồng Sĩ sẽ không đi tù. Vì vậy, với việc xét xử Hồng Sĩ, tối nay anh sẽ tự mình làm điều đó. Giúp viên Kim Phượng thở phào nhẹ nhõm. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên tìm thấy Hồng Sĩ trong một cây TV. Quả nhiên bị thả ra, nếu bỏ lỡ, chẳng phải để cho mày ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, đi về phía phòng riêng của Hồng Sĩ. Anh cảm nhận được dấu ấn còn lại trên người Hồng Sĩ nằm trong phòng KTV. Đưa linh thức ra dò xét khiến anh hơi sửng sốt. Trong linh thức, Dương Bách Xuyên thấy Hồng Sĩ đang phát tiết giống như dã thú, làm chuyện không phù hợp với thiếu nhi. Dương Bách Xuyên im hơi lặng tiếng đi vào phòng riêng, sau đó ngồi trên ghế salon, giờ phút này Hồng Sĩ đang bận rộn trong toilet trong phòng riêng. Được rồi, không đến nửa phút đã nghe không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Điều này làm cho đáy lòng Dương Bách Xuyên lẩm bẩm đếm 3 giây. Anh ngồi ở bên ngoài chờ Hồng Sĩ ra khỏi toilet, cũng dễ dàng cùng anh tâm sự nhân sinh. Nhưng lúc này một tràng tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Dương Bách Xuyên nghe thấy từ toilet truyền ra. Ngay sau đó, chỉ nghe Hồng Sĩ nói, tìm được Thomas chưa? Lúc này là thời điểm Dương Bách Xuyên buông linh thức ra nghe, chuyện về Thomas, anh đương nhiên phải nghe một chút. Lần này Thomas tố cáo hành vi phạm tội của Hồng Sĩ, xem như đã hoàn toàn đắc tội Hồng Sĩ. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, nếu Thomas đã khai nhận hành vi phạm tội, đương nhiên cũng không cần phải làm khó anh ta, để đàm mưu đi sắp xếp cho Thomas ở lại, đoán được Hồng Sĩ sẽ trả thù. Bây giờ xem ra quả nhiên là như thế. Trong điện thoại có người nói, cậu chủ, không tìm thấy Thomas. Tiếp tục tìm, lần này Thomas phản bội. Nhất định là có người thao túng sau lưng, có nhiều chứng cứ như vậy, không thể nào không có người đứng sau, còn nữa, tìm người giết viên Kim Phượng, cứ như vậy đi. Hồng Sĩ nói với người trong điện thoại rồi cúp máy. Trong mắt Dương Bách Xuyên nổi lên sát cây ết. Hoàn toàn không ngờ Hồng Sĩ lại muốn tìm người giết viên Kim Phượng. Lần này làm cho Dương Bách Xuyên có ý muốn giết chết anh ta. Vốn nghĩ đêm nay lên đây định chơi đùa Hồng Sĩ coi như trừng phạt anh ta. Dương Bách Xuyên cũng không phải người ham giết chóc, nhưng hiện tại, anh đã tuyệt đối không thể để thằng nhãi này tồn tại trên đời được rồi, muốn giết viên Kim Phượng, sao có thể bỏ qua cho anh ta chứ? Ngay sau đó, cửa toilet mở ra, Hồng Sĩ đang trần truồng nửa người, trong tay còn ôm một cô gái đi ra, vừa đi ra liền nhìn thấy Dương Bách Xuyên ngồi trên sofa. Mày là ai? Hồng Sĩ ngây người hỏi, cái phòng bao này anh ta đã thuê thời gian dài,
không có sự cho phép của anh ta thiết những người khác không thể tiến vào. Nhưng mà đối với Dương Bách Xuyên, cho dù cửa phòng bao có bảo hiểm kép, anh cũng vẫn có thể mở ra. Vốn còn muốn tra tấn Hồng Sĩ một chút, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nghe được Hồng Sĩ hạ lệnh giết viên Kim Phượng, trong lòng anh đã không còn hứng thú gì với Hồng Sĩ nữa, anh giơ tay lên đánh vào người phụ nữ bên cạnh Hồng Sĩ, lập tức khiến người phụ nữ ngất xỉu. Anh cũng không muốn giết người vô tội. Mục tiêu chỉ là Hồng Sĩ. Sau đó, anh lập tức giơ tay lên, một luồng chân hỏa trực tiếp đánh lên người Hồng Sĩ. A! Hồng Sĩ kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua cho cốt trên mặt đất rồi rời khỏi phòng ba. Bây giờ phải trở về ngay, vừa rồi Hồng Sĩ nói ở trong điện thoại rõ ràng bảo người nào đó dùng thuốc giết viên Kim Phượng, lúc này Dương Bách Xuyên sốt ruột trở về. Tìm một chỗ không có người, Dương Bách Xuyên phi hành bay lên, vài phút đã về tới biệt thự, từ xa phóng thích linh thức ra ngoài kiểm tra, cũng may trong ngoài biệt thự không có người nào tồn tại, viên Kim Phượng đã tiến vào mộng đẹp. Dương Bách Xuyên bay lên nóc biệt thự, nằm trên nóc nhà, mặt nhìn lên bầu trời sao. Anh cũng không có dự định đi ngủ hoặc là tu luyện, nhìn bầu trời sao, anh muốn làm thần kinh căng thẳng của mình thả lỏng một chút, không biết vì sao, mỗi lần khi anh nhìn về phía bầu trời sao thì lại có thể cảm giác được tâm sẽ bình tĩnh lại. Thời gian thấm thoát trôi qua một đêm, trời đã sáng. Ánh sáng trắng bạc từ phía chân trời mọc lên, sau đó Dương Bách Xuyên từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bắt đầu luyện quyền ở trong sân. Sau hai ngày chờ đợi, chờ Lưu Tích Kỳ đến đảo cảng và tiếp nhận công ty của viên Kim Phượng, anh sẽ cùng viên Kim Phượng trở về. Sau khi ăn xong bữa sáng, viên Kim Phượng lôi kéo Dương Bách Xuyên ra cửa, bởi vì chuẩn bị trở về, viên Kim Phượng nói muốn mang chút quà cho người thân ở quê nhà. Thật ra Dương Bách Xuyên biết cô muốn mua quà cho bà nội và em gái mình. Có tấm lòng này là tốt rồi, bảo ra đường liền ra đường. Sau khi đến đảo Hồng Kông, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng đi dạo phố. Sáng sớm đã ra ngoài, sau khi trở về còn xách theo túi lớn túi nhỏ chất đầy một xe, Dương Bách Xuyên cũng mệt mỏi ngồi phịch trên sofa, trong lòng nghĩ, lần sau đánh chết cũng không cùng phụ nữ đi dạo phố, còn mệt hơn phải làm việc nữa. Đương nhiên không phải nói thể lực mà là tâm mệt mỏi. Lúc nghỉ ngơi, điện thoại vang lên, sau khi bấm nghe lại là điện thoại của Tô Cẩn, cô nhóc này điên điên khùng. Trong điện thoại nói với Dương Bách Xuyên, mời anh đến tiệc rượu giả, bởi vì muốn đi theo Dương Bách Xuyên rời khỏi đảo Hồng Kông, cho nên Tô Cẩn tổ chức một tiệc rượu để tạm biệt bạn bè. Anh không đi được, anh còn phải. Dương Bách Xuyên muốn nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia Tô Cẩn đã cười khanh khách nói, anh Xuyên, anh đến đi, em đã nói sẽ giới thiệu cho bạn bè của em một người bạn đến từ Trung Quốc, nếu anh không đến em mất mặt lắm đó. Hơn nữa tối nay có nữ ngôi sao xinh đẹp lắm nha, cứ quyết định vậy đi, em đã sai người đến đón anh rồi. Tô Cẩn nói sau ngầm không đợi Dương Bách Xuyên trả lời đã cúp điện thoại. Viên Kim Phượng cười hỏi, cô gái đẹp kia hẹn em à? Dương Bách Xuyên cười khổ, không có, là, Tô Cẩn, con bé nói có một tiệc rượu muốn em đến tham gia, em đoán là ý của Tô Tâm Hà. Trong lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa lớn vang lên tiếng kèn, nghe thấy có người gọi Dương Bách Xuyên. Được rồi, Tô Cẩn sai người đến đón rồi, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể đi. Trước khi đi, viên Kim Phượng giúp Dương Bách Xuyên chỉnh sửa lại quần áo và nói, uống ít rượu thôi hay là chị đi cùng em đi, Dương Bách Xuyên nói. Chị không đi được đâu, chị không thích những tiệc rượu tập trung thế này, đi sẽ rất xấu hổ, hôm nay đi dạo cả ngày, chân chị cũng sắp gãy rồi, muốn tắm rửa nghỉ ngơi thôi, em về sớm một chút. Viên Kim Phượng cười nói. Được. Sau khi ra khỏi cửa lên xe, tài xế là một người trung niên, nhìn rất hướng nội, Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện vài câu với ông ấy đã biết, ở tiệc rượu trong câu lạc bộ của nhà họ Tô, hai người một người hỏi một người trả lời, không hỏi thì không nói. Dứt khoát Dương Bách Xuyên cũng không nói nữa. Sau khi đến nơi, anh trực tiếp đi theo tài xế của Tô Cẩn tiến vào một tòa cao ốc 9 tầng, nhìn từ bên ngoài thì không có gì đặc biệt, cũng không có bảng hiệu gì. Bên ngoài có bãi đậu xe chuyên dụng, liếc mắt nhìn thì tất cả đều là xe cao cấp, phần lớn đều là xe thể thao. Nhưng sau khi đi vào, lại phát hiện bên là một vũ trụ, chỉ riêng an ninh thôi đã phải trải qua ba cửa ải, nhưng có tài xế của Tô Cẩn dẫn đường, Dương Bách Xuyên lại không cần tiếp nhận kiểm tra. Sau khi vào thang máy, đi thẳng lên tầng trên cùng, vừa ra khỏi thang máy đã có 5-60 người ở đây. Có nhạc rock rung trời vang lên.
Tô Cẩn giống như một công chúa bị một đám cô gái vây quanh ở giữa nói chuyện phiếm, nhìn thấy Dương Bách Xuyên tiến vào, cô bé nở nụ cười, phất tay để cho âm nhạc dừng lại, lớn tiếng gọi, anh Xuyên. Tô Cẩn tính cách hoạt bát, chắc chắn không phải là người điềm đạm ít nói, cô bé lôi kéo tay Dương Bách Xuyên, đi trước mặt một đám thanh niên nam nữ, giới thiệu Dương Bách Xuyên. Trong khi đó, Dương Bách Xuyên không biết là trong một tòa nhà trên đảo Hồng Kông, có người đang bàn luận về anh hoặc là đang xem video theo dõi anh. Lập tức đi điều tra cho tôi, thằng nhóc có lai lịch thế nào, mặc dù Hồng Sĩ vẫn chưa chính thức gia nhập nhà họ Hồng, nhưng cũng là con trai của Hồng Hải tôi, không thể chết vô ích được. Một người đàn ông trung niên khoảng 50, gần 60 tuổi đã đập vỡ tách trà, giận dữ sai bảo một thanh niên. Trong màn hình hiển thị trên bàn, trên một hành lang là một thanh niên, nếu Dương Bách Xuyên ở đây chắc chắn nhận ra là hành lang của KTV mà anh đã giết Hồng Sĩ. Ông Bát, đã tra được, người này đến từ Trung Quốc, tên là Dương Bách Xuyên, thông tin khác trước mắt còn chưa rõ ràng lắm, chính là nhân tình của một người phụ tên Viên Kim Phượng. Lần này cậu chủ Hồng Sĩ gạt ngươi muốn mưu đoạt công ty của Viên Kim Phượng, chuyện thất bại, hẳn là Dương Bách Xuyên này ra tay. Thuộc hạ đã điều tra qua tình huống trong phòng bao, người phụ nữ lúc đó ở bên cạnh cậu chủ Hồng Sĩ nói là cô ta bất ngờ hôn mê bất tỉnh, sau đó tỉnh lại thì phát hiện không thấy cậu chủ Hồng Sĩ đâu cả, người tên Dương Bách Xuyên kia cũng không thấy, trên mặt đất chỉ có một đống tro, trải qua xét nghiệm thì là tro cốt của cậu chủ Hồng Sĩ, hiện giờ có thể chắc chắn Dương Bách Xuyên giết chết cậu chủ Hồng Sĩ, sau đó dùng hóa dược nào đó thiêu đốt thi thể của cậu chủ. Thanh niên trước mặt Hồng Hải phân tích, cậu tự mình dẫn người đi bắt Dương Bách Xuyên này về đây cho tôi, còn có người phụ nữ kia thì ném xuống biển cho cá ăn đi. Hồng Hải độc ác nói. Vâng, một mình thuộc hạ đi là được rồi. Đi đi. Hồng Hải phất tay để thanh niên đi xuống, thanh niên này là vệ sĩ mà gia tộc phái đi bảo vệ ông ta, chính là một võ giả cổ, đối với việc bắt Dương Bách Xuyên, Hồng Hải không lo lắng chút nào. Chẳng qua ông ta và thanh niên cũng không biết Dương Bách Xuyên là một tu chân giả, còn tưởng anh là người bình thường, nếu lúc ấy KTV phòng bao có camera ghi lại, bọn họ sẽ không làm như vậy. Hồng Hải nhìn ngoài cửa sổ thở dài, ông ta có rất nhiều con, nhưng vẫn rất yêu quý đứa con riêng là Hồng Sĩ này, chỉ là ông ta không ngờ tới Hồng Sĩ lại gạt ông ta đi mưu đoạt gia sản của một người phụ nữ, nhưng cũng hiểu được đây là do Hồng Sĩ muốn vào nhà họ Hồng, muốn có danh phận xứng đáng, nhưng lại không ngờ cuối cùng đứa con này đã chết. Rất nhiều bằng chứng nhắm vào một thanh niên đến từ Trung Quốc là Dương Bách Xuyên. Hồng Hải muốn bắt Dương Bách Xuyên đến xác nhận, muốn báo thù cho con trai Hồng Sĩ. Dương Bách Xuyên không biết anh bị người nhà họ Hồng theo dõi, lúc này bị Tô Cẩn lôi kéo giới thiệu một vòng người, cũng uống không ít rượu, nhưng đêm nay anh cũng mở rộng được rất nhiều mối quan hệ. Trong tiệc rượu riêng tư của Tô Cẩn, anh đã nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng. Phía sau Dương Bách Xuyên có một giọng nói do dự, cậu là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại, thấy rõ người sau lưng, lập tức hơi đỏ mặt và xấu hổ nói, chị Mai, không ngờ lại có thể tình cờ gặp được chị ở đây, ha ha. Chị Mai xuất hiện sau lưng Dương Bách Xuyên, không phải ai khác mà chính là ngôi sao nổi tiếng chị Mai, là người ở bên cạnh bạn học cũ BD mà trước đây anh vô tình gặp được. Nhưng chuyện làm cho Dương Bách Xuyên xấu hổ là lúc trước anh đã đồng ý với chị Mai và BD người ta, sẽ đặc biệt điêu khắc cho cô ấy một cái dây chuyền phỉ thúy để tham dự lễ hội điện ảnh. Chẳng qua sau đó, bởi vì Ngô Nam gọi điện thoại tới, nói Hạ Lộ và hai đại tiên thiên của thần tông, M. Nguyệt Môn đồng thời biến mất, làm lúc ấy Dương Bách Xuyên cảm thấy áp lực. Hạ Lộ nhờ Ngô Nam bảo anh tăng thực lực của mình lên, lúc trước nghe vậy, Dương Bách Xuyên vội vàng trở về quê hương và sơ tán tất cả tông môn của Vân Môn. Sau đó bởi vì bế quan cộng thêm đủ loại chuyện nên quên mất chuyện đồng ý với chị Mai sẽ làm cho cô ấy một sợi dây chuyền. Nhưng cái dây chuyền mà anh đồng ý cho chị Mai, thật ra lúc Dương Bách Xuyên chuyển ra khỏi cố đô đã điêu khắc xong, chỉ là quên mất nên vẫn đặt ở không gian bình càn khôn mà thôi. Hơn nữa khoảng thời gian trước anh sắp xếp lại vật phẩm trong không gian bình càn khôn cũng lật ra, nhưng nghĩ đến thời gian đã trôi qua lâu quá rồi, cũng ngại liên lạc lại với BD và chị Mai tỷ, nên anh vẫn đặt dây chuyền ở trong bình càn khôn. Thật trùng hợp gặp lại chị Mai trong tiệc rượu của Tô Cẩn tối nay, hôm nay cô ấy không che mặt, cả người mặc váy đỏ tôn dáng, gương mặt và bả vai lộ ra khiến Dương Bách Xuyên nhìn đến nuốt nước bọt. Tuổi thật của chị Mai là 37, 38 tuổi, nhưng dáng người và làn da được dưỡng quả thực chỉ như cô gái hơn 20 tuổi, da thịt trắng như tuyết, ở trên người cô ấy,
Dương Bách Xuyên cảm thấy cô ấy là một thiếu nữ quyến rũ và trưởng thành kết hợp với sức hấp dẫn của phụ nữ. Vóc người cao gầy, cao gần 1m8, dáng người hình chữ S rất chuẩn, không gầy không mập, rất vừa vặn, có thể nói là hoàn mỹ. Trong phút chốc, ánh mắt Dương Mỗ nhìn không chớp mắt. May mà cậu còn có thể nhớ rõ chị Mai này, trí nhớ cũng tốt quá nhỉ, nhưng xem ra không nhớ được trọng điểm nha. Chị Mai nhẹ nhàng nói với giọng đầy sự oán giận. Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng đang oán giận nhưng lọt vào tai Dương Bách Xuyên lại khiến anh ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn ba phần. Dương Bách Xuyên đương nhiên biết chị Mai tỷ dùng một câu hai ý để nhắc đến chuyện cũ là đang nói chuyện dây chuyền. Lúc trước anh trở về quê nhà thì nhanh chóng bế quan, điện thoại di động cũng vứt hết trong không gian bình càn khôn, có lẽ chị Mai và BD đều gọi điện qua điện thoại, nhưng gọi không được. Anh vội vàng lúng túng nói, khụ khụ, chuyện về sợi dây chuyền của chị Mai, lúc trước là vì e có chuyện khẩn cấp phải rời khỏi cố đô, thật sự xin lỗi. Dương Bách Xuyên đỏ mặt xin lỗi chị Mai, lúc trước anh đã ở trước mặt BD, cam đoan với người ta là không thành vấn đề, kết quả lại cho người ta leo cây. Quên đi, đã qua mấy tháng rồi, hôm nay nhìn thấy em gái của cậu, tôi chỉ biết than thở, không ngờ cậu lại xuất hiện ở tiệc rượu của cô nhóc Tô Cẩn. Chị Mai nói chuyện không nóng không lạnh, mang theo nụ cười nhàn nhạt, cảm giác rất thân thiết. Nếu Dương Bách Xuyên đã gặp được chị Mai, chuẩn bị đưa dây chuyền cho cô ấy, dù sao cũng điều khắc xong và để ở trong không gian bình càn khôn rồi. Nhưng hiện giờ anh tay không tiện lấy ra, vì thế nói, chị Mai, ngày mai chị có thời gian không? Em mời chị ăn tối, coi như em xin lỗi chị. Ha ha, sao một bữa cơm đã muốn đuổi chị Mai đi rồi, chuyện này cũng không đủ nha. Chị Mai cười khanh khách nói. Vâng, đương nhiên sẽ không, ngày mai em sẽ đền bù cho chị Mai. Thật ra dây chuyền đã điêu khắc xong từ lâu rồi, chỉ là bị vài chuyện làm chậm trễ, cho nên. Dương Bách Xuyên không biết xấu hổ nói tiếp, anh cũng không biết làm sao, có lẽ đối phương là ngôi sao lớn. Có lẽ là năm đó lúc đi học cũng say mê chị Mai như những người khác, ở trước mặt chị Mai anh luôn ngượng ngùng. Chị Mai nhìn Dương Bách Xuyên trước mắt, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, chính cô ấy cũng không hiểu vì sao, nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cô ấy lại cảm giác thanh niên này rất đặc biệt, dường như trên người luôn có một cảm giác tự nhiên có thể hấp dẫn người khác, đổi lại là ngày thường, cô ấy rất ít khi nói chuyện với người khác nhiều như vậy. Mặc dù anh là bạn học của người đại diện của cô ấy, nhưng cũng chỉ là gặp qua một lần, thời gian quen biết không nhiều, hơn nữa lần này cũng mới là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng cô ấy lại phát hiện trên người Dương Bách Xuyên có một hơi thở rất hấp dẫn, một cảm giác nói không nên lời, làm cho cô ấy cảm thấy rất thoải mái. Thật ra cô ấy không biết đây chính là khí tức tự nhiên đặc biệt mà tu chân giả sau khi cảm ngộ được trời đất, đích thật ở trong mắt người bình thường rất có sự hấp dẫn. Lẽ ra ngôi sao lớn như cô ấy sẽ không tùy tiện đồng ý đi ăn cơm với người khác. Nhưng đối với lời đề mời khách bữa cơm của Dương Bách Xuyên, cô ấy lại thật sự không muốn từ chối, chỉ mỉm cười nói, nếu cậu đã tới đảo Hồng Kông, làm chủ nhà, chị Mai cũng không có lý do gì để cậu mời khách. Như vậy đi, ngày mai cậu đến nhà tôi ăn cơm, đúng lúc ngày mai Rách cũng đi công tác về, hai người các cậu là bạn học, đến lúc đó cũng soi như tụ họp vậy. Đúng rồi, số điện thoại lần trước để lại cho cậu có giữ lại không? Sắc mặt Dương Bách Xuyên xấu hổ đỏ lên xấu hổ, lần trước BD và chị Mai để lại số điện thoại cho anh thật sự quên lưu lại trong điện thoại rồi, càng biết Rách trong miệng cô ấy chính là một cái tên khác của BD. Chị Mai nhìn bộ dáng xấu hổ của Dương Bách Xuyên liền biết anh không có lưu số điện thoại của mình, trong lòng có chút cạn lời. Nếu cô ấy là bất cứ chàng trai nào khác, e là cô sẽ lưu lại số điện thoại của mình ngay lập tức, nhưng Dương Bách Xuyên lại ngoại lệ. Đọc số điện thoại của cậu. Tôi sẽ nhá máy cho cậu, ngày mai có số điện thoại để liên lạc. Chị Mai trợn trắng mắt nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra, đọc số điện thoại di động cho chị Mai. Sau khi cô ấy nhá máy thì cúp ngay, lần này hai người đều để lại số điện thoại cho nhau. Cũng chính vào lúc này, Tô Cẩn đột nhiên đi tới nói, oa, chị Mai, thì ra chị và anh Xuyên quen biết sao? Chị Mai mỉm cười nói, chị đã từng đến Cố Đô và quen biết cậu Dương đây, nhóc Cẩn à, cậu Dương chính là khách quý tối nay em mời ư. Đúng vậy, hì hì. Tô Cẩn không nói với bất kỳ ai về thân phận của Dương Bách Xuyên, trong số các ngôi sao lớn mời tới tối nay cũng chỉ có chị Mai là hạng nhất, bởi vì gia tộc nhà họ Tô và chị Mai là quan hệ nhiều đời, từ nhỏ cũng quen thuộc với chị Mai. Sau khi ba người cùng nhau tán gẫu vài câu, chị Mai liền rời đi.
cô ấy là nhân vật của công chúng, không thích hợp ở trong tình huống này quá lâu, đêm nay tới đây cũng là vì hoàn toàn không chịu nổi sự cầu xin của Tô Cẩn. Sau khi tiễn chị Mai đi, Dương Bách Xuyên cười hỏi Tô Cẩn, có thể nói cho anh biết về chị Mai không? Ha ha, anh Xuyên, anh thích chị Mai à? Tô Cẩn nghịch ngợm nói. Khụ khụ, anh chỉ tò mò thân phận của chị Mai thôi, chỉ biết cô ấy là người ở đảo Hồng Kông. Dương Bách Xuyên lừa gạt một câu. Thích thì nói thích, chuyện này có gì phải ngượng ngùng chứ, người thích chị Mai có rất nhiều, nhưng, mỗi người các anh đều tốn công vô ích thôi. Tô Cẩn xấu xa cười nói. Dương Bách Xuyên bất giác hỏi, chẳng lẽ chị Mai đã kết hôn? Hay có bạn trai rồi? Anh nghe nói hình như cô ấy chưa kết hôn mà, càng không có si căng đan bạn trai gì mà. Ha ha, anh Vân, anh còn nói không thích chị Mai, xem anh khẩn trương chưa kìa, nói thật cho anh biết, từ nhỏ chị Mai đã thích một ngôi sao, đáng tiếc vị đại minh tinh này mất sớm. Tô Cẩn rất gian xảo nói với Dương Bách Xuyên về chị Mai. Dương Bách Xuyên nghe xong mới biết được, thì ra lúc chị Mai còn đang đi học đã quen biết, hơn nữa còn thầm mến Trương Quả Vinh rất nổi tiếng. Sau này Trương Quả Vinh mất sớm, chị Mai đã thề cuộc đời này sẽ không lấy ai. Điểm này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng kỳ quái, một sự thầm mến thôi mà, có cần cả đời không lập gia đình không? Nhưng đây là chuyện của người khác, nói cũng không quản được, anh cũng chỉ tò mò hỏi một chút. Ngay lúc Dương Bách Xuyên và Tô Cẩn nói chuyện phiếm, điện thoại của Dương Bách Xuyên vang lên, là Viên Kim Phượng gọi tới, anh đi qua một bên nhận điện thoại. Dương Bách Xuyên còn cười nói, làm sao vậy, mới đó đã nhớ em rồi à? Ai ngờ đầu dây bên kia lại truyền tới tiếng khóc của Viên Kim Phượng. Lần này Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Viên Kim Phượng mới đau khổ nói, vừa rồi trong nhà có một người mặc áo đen đột nhập, anh ta muốn giết chị, nhưng lại bị dây chuyền em để lại cho chị đánh đến hộc máu, anh ta đã chạy đi rồi, dây chuyền của nhóc Xuyên vỡ vụn rồi, hu hu. Em mau về đi. Chị rất sợ. Dương Bách Xuyên nghe được Viên Kim Phượng không sao, lập tức chút một hơi, nghĩ đến người đến giết Viên Kim Phượng là bị sợi dây chuyền anh đưa cho Viên Kim Phượng cắn trả mới bỏ chạy. Dây chuyền là anh tự tay điêu khắc, mặt trên có trận pháp phòng ngự, có thể phòng ngự một đòn của võ cổ giả ám kình đỉnh phong. Lúc ấy anh điêu khắc dây chuyền, công phu và tu vi cũng có thể điêu khắc đến cấp bậc trận pháp phòng ngự ám kình đỉnh phong. Hiện tại xem ra người tu vi ám sát Viên Kim Phượng chắc là không vượt qua tiên thiên, cùng lắm chỉ là ám kình 8-9 tầng. Được được được, chị đừng khóc nữa, đừng sợ, em lập tức trở về ngay. Dương Bách Xuyên trong điện thoại an ủi Viên Kim Phượng, sau khi cúp điện thoại, cả người anh tràn ngập sát ý, làm cho toàn bộ sảnh lớn tiệc rượu đều rét lạnh. Tìm được Tô Cẩn, anh bảo cô bé thông cảm rồi lập tức trở về. Tô Cẩn nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên rất khó coi. Vừa kêu tài xế đưa Dương Bách Xuyên, vừa nhỏ giọng hỏi, anh Vân, xảy ra chuyện gì sao? Có chút chuyện nhỏ, anh phải đi trước, đúng rồi, em thu dọn một chút đi, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em đến tổng bộ Vân Môn. Viên Kim Phượng bị ám sát, Dương Bách Xuyên không định để Viên Kim Phượng ở lại đảo Hồng Kông nữa, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho cô và Tô Cẩn trở về trước, chính anh sẽ ở lại xử lý chuyện công ty của Viên Kim Phượng. Đương nhiên còn phải tìm ra kẻ ám sát Viên Kim Phượng nhân. Tô Cẩn nghe Dương Bách Xuyên nói ngày mai sẽ đi, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy tâm trạng Dương Bách Xuyên không tốt, cô bé cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi lên xe, Dương Bách Xuyên nói với người lái xe, trở về với tốc độ nhanh nhất có thể. Được, thưa ngài, tài xế biết Dương Bách Xuyên là khách quý của Tô Cẩn, cho dù là vượt đèn đỏ cũng sẽ làm. Lập tức Dương Bách Xuyên gọi điện thoại cho Đàm Miêu trầm giọng nói, Viên Kim Phượng bị ám sát, tôi cần anh điều tra. Sau khi Đàm Miêu trả lời, Dương Bách Xuyên không nói thêm gì nữa, sau đó cúp máy. Lần này Viên Kim Phượng bị ám sát, rõ ràng là người nhà họ Hồng không thoát khỏi liên quan. Anh tin rằng Đàm Miêu sẽ nhanh chóng có kết quả. Hiện tại trong lòng Dương Bách Xuyên ầm ầm như dậy sấm, chưa bao giờ anh tức giận như lúc này. Thật không ngờ có kẻ dám ra tay sát hại người phụ nữ của anh. Viên Kim Phượng chỉ là một người phụ nữ, thế mà đối phương lại nhỏ mọn đến vậy. Dương Bách Xuyên siết chặt hai tay, cắn răng nghiến lợi. Một khi Đàm Miêu xác định cẩn thận, lần này anh không ngại mở chế độ giết chóc. Anh sẽ dùng hành động để thông báo cho giới võ cổ, dám đối phó với người thân bạn bè của Dương Bách Xuyên thì sẽ có hậu quả như thế nào. Sau khi giết 15 tiên thiên, anh có biệt danh Dương Điên.
nhận được sự tôn trọng của giới võ cổ về mặt thực lực. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên cảm thấy mình nên dùng hành động để cho mọi người thấy anh còn là một người độc ác nham hiểm. Hiện giờ Dương Bách Xuyên có cảm giác tôi xấu xa bởi vì tôi bị bức ép. Anh cảm thấy có lẽ mình giết gấp chục lần vụ 15 tiên thiên thì mới không bị người khác hãm hại. Khi anh đi vào phòng khách, Viên Kim Phượng siết chặt hai tay vào nhau, co ro trên sofa phòng khách, mắt đỏ hoe. Cô ấy thấy Dương Bách Xuyên đã trở lại, nước mắt lập tức tuôn trào, bật khóc nức nở. Cô ấy đang sợ hãi, và cũng đau lòng vì món đồ trong tay bị vỡ. Thứ cô ấy cầm là chiếc vòng cổ Dương Bách Xuyên tặng, nhưng bây giờ nó đã vỡ tan tành. Đây là món quà đầu tiên Dương Bách Xuyên tặng cô ấy, do anh tự tay điêu khắc. Đối với phụ nữ mà nói, món quà đầu tiên người đàn ông tặng mình rất có sức nặng trong lòng, cực kỳ có ý nghĩa. Bây giờ đồ đã vỡ vụn, Viên Kim Phượng rất buồn. Dương Bách Xuyên ôm lấy cô ấy, cất lời an ủi, không sao rồi, không sao rồi. Anh tự trách bản thân, nếu biết trước thì anh sẽ không đi dự tiệc, hoặc là nên dẫn cô ấy theo. Nhóc Xuyên ơi, vòng cổ vỡ rồi. Hai mắt Viên Kim Phượng đỏ hoe, cô ấy chìa tay ra, trong lòng bàn tay có một mảnh phỉ thúy. Không sao cả, vòng cổ không còn thì em tặng chị cái khác, chỉ cần chị không sao là tốt rồi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa lấy một chiếc vòng cổ phỉ thúy từ không gian bình càn khôn ra, sau đó đeo lên cổ Viên Kim Phượng. Anh an ủi rất lâu, Viên Kim Phượng mới bình tĩnh lại. Sau đó anh hỏi han một hồi, sự thật gần giống với suy đoán của anh. Kẻ ám sát che mặt nên không nhìn rõ, chỉ có thể khẳng định là đàn ông. Lúc gã ám sát Viên Kim Phượng đã bị vòng cổ phòng ngự của cô hóa giải, đồng thời trận pháp tấn công phản vệ làm kẻ ám sát bị thương nặng phải chạy trốn. Khi đi vào Dương Bách Xuyên nhìn thấy một vũng máu lớn. Từ các dấu vết có thể suy đoán có lẽ kẻ ám sát Viên Kim Phượng có tu vi ám kình tầng 9. Dương Bách Xuyên nghĩ mà sợ, nếu đối phương là cao thủ cấp bậc tiên thiên thì hậu quả. Anh không dám tưởng tượng. May mà Viên Kim Phượng thoát nạn, chuyện lần này khiến Dương Bách Xuyên coi trọng tầm quan trọng của pháp khí phòng ngự hơn. Vòng cổ phỉ thúy chỉ là sản phẩm luyện tay của anh sau khi học điêu khắc tâm kinh, lúc đó tu vi của anh chưa cao như bây giờ, có thể phòng ngự ám kình tầng 9 đã tốt lắm rồi. Anh thầm nghĩ sau này phải chăm chỉ nghiên cứu điêu khắc tâm kinh, đây là một đường tắt để chế tạo pháp khí, mà điều quan trọng là điêu khắc tâm kinh còn có thể mài giũa tâm cảnh. Khi luyện điêu khắc tâm kinh đến cấp bậc cuối cùng, sản phẩm điêu khắc ra là pháp khí cao cấp, uy lực không hề thua kém linh khí, thậm chí có thể ban linh cho pháp khí giúp nó sống dậy. Tất nhiên là con đường này rất gian nan, nhưng chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực luyện khí. Khi nào trở về anh sẽ phổ biến rộng rãi điêu khắc tâm kinh trong Vân Môn. Sáng sớm hôm sau, Tô Tâm Hà đưa con gái Tô Cẩn đến nhà Viên Kim Phượng. Hôm qua Dương Bách Xuyên đã nói với Tô Cẩn là sẽ sắp xếp cho cô và Viên Kim Phượng cùng về Vân Môn vào ngày hôm nay. Qua một đêm an ủi, Viên Kim Phượng đã bình tĩnh lại, cũng nghe theo ý kiến của Dương Bách Xuyên. Cô ấy đi trước, còn chuyện công ty với tài liệu các thứ đều giao cho luật sư và Dương Bách Xuyên, dù sao cô ấy cũng tin tưởng Dương Bách Xuyên vô điều kiện. Sau đó Dương Bách Xuyên và Tô Tâm Hà cùng tiễn Viên Kim Phượng và Tô Cẩn lên máy bay. Sau đó anh gọi điện cho Lưu Tích Kỳ nhờ đối phương sắp xếp đón máy bay. Trên đường trở về, Dương Bách Xuyên nhận được cuộc gọi từ Đàm Miêu. Tiên sinh, cha được rồi. Kẻ ám sát Viên Kim Phượng là người nhà họ Hồng, một võ cổ giả ám kình tầng 9 đi theo ba của Hồng Sĩ. Hồng Hải là đứa con thứ 8 của chủ nhà họ Hồng, phụ trách xử lý sản nghiệp của nhà họ Hồng ở thế tục, địa vị không cao không thấp. Đàm Miêu nói trong điện thoại. Tức là người do Hồng Hải phái tới phải không? Dương Bách Xuyên híp mắt hỏi. Đúng vậy. Được, anh vất vả rồi. Gửi địa chỉ của Hồng Hải cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên nói với Tô Tâm Hà, Tô tiên sinh chở tôi đến cao ốc tập đoàn Hải Xuyên nhé. Được, Tiểu Vương, đến cao ốc Hải Xuyên. Tô Tâm Hà dặn dò tài xế. Sau đó ông ta hỏi, tiên sinh có việc gì sao? Có cần tôi giúp đỡ không? Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Ông đưa tôi đến đó rồi cứ làm việc của mình đi. À phải rồi, Lão Phong đã sắp xếp vệ sĩ cho ông chưa? Dương Bách Xuyên muốn thu nạp Phong Thiên Nhai bên cạnh Tô Tâm Hà, tức là đào góc tường của Tô Tâm Hà làm cho người ta mất vệ sĩ, cho nên anh phải hỏi han chuyện này. Tiên sinh bận lòng rồi, anh Phong đã sắp xếp xong xuôi. Vậy thì tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã tới cao ốc Hải Xuyên.
Đây là một công ty thuộc sản nghiệp của nhà họ Hồng, cũng là địa bàn của Hồng Hải. Sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên híp mắt lại, chân khẽ động, biến thành một vệt sáng đi vào cửa. Hai bảo vệ chỉ cảm thấy bên cạnh nổi gió lớn chứ không thấy có người đi vào. Dương Bách Xuyên đi vào trong, thấy văn phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất bèn đi thang máy lên tầng. Lần này Dương Bách Xuyên mang theo sát ý tới đây. Bất kể Hồng Hải là ai, ông ta dám ám sát viên Kim Phượng thì Dương Bách Xuyên có lý do khiến ông ta biến mất trên cõi đời này. Linh thức lan rộng, bao phủ cả tòa nhà. Chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã tìm thấy văn phòng chủ tịch. Bên trong còn có người khác, một người trung niên hơn 50 tuổi và một chàng trai khoảng 30 tuổi. Rõ ràng người trung niên hơn 50 tuổi ngồi ở bàn làm việc là chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải. Còn chàng trai kia là một võ cổ giả, chính là kẻ ám sát viên Kim Phượng trong bức ảnh Đàm Miêu gửi tới. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được gã là võ cổ giả ám kinh tầng 9. Anh lạnh mặt ra khỏi thang máy, hóa thành bóng mờ đến thẳng văn phòng này. Đồng thời, anh nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa Hồng Hải và chàng trai kia. Chàng trai nói, thưa ông chủ, đối phương không phải người bình thường, tôi thấy vẫn nên báo lại cho gia tộc thì hơn. Tối qua tôi đi ám sát người phụ nữ kia, không ngờ trên người cô ta lại có thần binh, bản thân tôi bị thương nặng. Xem ra Dương Bách Xuyên cũng là võ cổ giả. Để đề phòng rủi ro, thuộc hạ đề nghị ông chủ báo lại cho gia tộc. Võ cổ giả có thần binh chắc chắn không đơn giản, nói không chừng là người của thế lực lớn nào đó. Cậu nói rất đúng. Thế này nhé, bây giờ cậu lập tức trở về gia tộc báo lại việc này. Ngoài ra cậu bị thương, tôi sẽ nói với gia tộc đưa thuốc trị thương cho cậu. Thời gian này cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hồng Hải cũng giật mình bởi tin tức thuộc hạ báo lại. Mặc dù ông ta không thể luyện võ vì tư chất không tốt, nhưng cũng biết chuyện võ cổ giả. Không ngờ lần này Hồng Sĩ lại chọc vào người có võ cổ giả chống lưng, chuyện này không đơn giản. Tối qua ám sát thất bại, Hồng Hải sợ đối phương trả thù nên quyết định phải nhanh chóng báo lại cho gia tộc, nhờ võ cổ giả trong gia tộc ra mặt, nếu không ông ta sợ võ cổ giả kia sẽ trả thù. Vâng, thuộc hạ lập tức trở về. Chàng trai nói xong, chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, mày đi đâu, để tao tiễn mày một đoạn. Dương Bách Xuyên tựa như ma quỷ, dễ dàng phá khóa cửa văn phòng từ bên trong, sau đó đi vào phòng nói với Hồng Hải và chàng trai kia. Mày, chàng trai đã điều tra về Dương Bách Xuyên, lập tức nhận ra anh. Gã vừa lên tiếng, Dương Bách Xuyên vươn tay bước tới bóp cổ gã, đồng thời nhìn Hồng Hải bằng ánh mắt tràn đầy sát khí, tối qua ông ra lệnh ám sát viên Kim Phượng phải không? Tay bóp cổ chàng trai, mắt nhìn Hồng Hải chòng chọc. Tim Hồng Hải đập dồn dập. Ông ta biết thuộc hạ của mình là võ cổ giả ám kình tầng 9, vậy mà không có năng lực đánh trả Dương Bách Xuyên. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, ông ta sợ đến nỗi mặt mày tái mét, vươn tay ấn một cái nút thông báo cho bộ phận an ninh của tập đoàn. Từ ánh mắt của Hồng Hải, Dương Bách Xuyên đã xác nhận ông ta chính là kẻ ra lệnh ám sát viên Kim Phượng. Lửa bốc lên trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên, võ cổ giả ám kình bị anh bóp cổ lập tức hét lên thảm thiết, bị chân hỏa đốt thành cho chỉ trong nháy mắt. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn Hồng Hải, gằn giọng nói, con trai ông Hồng Sĩ cố ý hại người phụ nữ của tôi, xong việc ông còn ra lệnh ám sát. Nếu không có màn ám sát tối qua thì tôi sẽ nể tình ông là người bình thường mà không so đo với ông. Nhưng bây giờ tôi sẽ tiễn ông đi gặp con trai mình. Không, không không, mày không thể giết tao. Nhà họ Hồng chúng tao là gia tộc võ cổ, nếu mày giết tao thì đừng hòng sống nổi, cả nhà mày sẽ phải chết. Á! Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Dương Bách Xuyên lạnh lùng ngắt lời, trong mắt tôi, nhà họ Hồng chẳng là cái đếch gì. Sau đó chân hỏa xuất hiện, Hồng Hải kêu gào thảm thiết, cũng bị Dương Bách Xuyên phóng chân hỏa đốt thành tro. Dương Bách Xuyên không thèm để ý tới lời đe dọa của đối phương. Lúc này, trong linh thức anh phát hiện thấy mấy chục bảo vệ đang đến. Anh nhớ ra vừa rồi Hồng Hải ấn nút thông báo cho bảo vệ. Dương Bách Xuyên không muốn xung đột với đám người thường này. Lại càng không muốn liên lụy đến người vô tội, bèn đi tới cửa sổ nhảy xuống rời đi. Anh sử dụng thuật ngự phong, thoát cái đã biến mất trong cao tốc Hải Xuyên. Hiện giờ đối với Dương Bách Xuyên mà nói, giết một tên ám kình tầng 9 là chuyện dễ như trở bàn tay, còn giết một người bình thường thì phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng đối phương muốn giết anh, giết người phụ nữ của anh thì lại là chuyện khác. Đó là đối phương chọc vào anh trước, có giết cũng không thẹn với lòng.
Là người nhà họ Hồng sai, lẽ nào lại bắt anh chịu đựng? Tốt xấu gì bây giờ anh cũng là Dương Điên giới võ cổ, cứ giết gà dọa khỉ đi. Anh tin rằng việc này vẫn chưa kết thúc, phải xem võ cổ giả nhà họ Hồng có thái độ gì. Nếu người nhà họ Hồng điều tra ra anh, biết thân phận của anh, không đến thì thôi. Bọn họ dám đến thì đừng trách anh. Ban ngày ban mặt không tiện bay tới bay lui, Dương Bách Xuyên bèn tìm một ngõ nhỏ đáp xuống đất. Anh còn chưa đứng vững, chuông điện thoại di động đã vang lên. Anh liếc nhìn thì thấy là số điện thoại của chị Mai. Lúc này anh mới nhớ ra hôm qua dự tiệc của Tô Cẩn, anh đã nói là muốn mời chị Mai ăn cơm. Kết quả là người ta lại mời anh tới nhà dùng bữa. Nghĩ cũng đúng, chị Mai là người nổi tiếng, không có si căng đan gì, ra ngoài ăn cơm với đàn ông quả thật không thích hợp. Alo, chào chị Mai. Cậu đang ở đâu? Tôi bảo Jack tới đón cậu. Không cần đâu, chị nói địa chỉ đi, em bắt xe tới, đúng lúc em đang ở bên ngoài. Ok, địa chỉ là, tôi chờ cậu tới. Vâng. Dương Bách Xuyên cúp máy, lấy hai hộp gỗ một lớn một nhỏ từ trong không gian bình càn khôn ra. Hộp lớn là dây chuyền phỉ thúy cho chị Mai, hộp nhỏ là vòng tay chuẩn bị cho BD xem như đền bù cho câu nói lỡ miệng lần trước. Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được nhất định là BD rất mất mặt trước chị Mai. Anh cầm quà đi ra khỏi ngõ, bắt một chiếc taxi. Sau khi lên xe, anh nói với tài xế, đến Ưu Phẩm Sơn nhé bác tài. Tài xế là người trung niên, nghe thấy địa chỉ bèn hỏi, cậu là người Đại Lục à? Vâng, Đại Lục à? Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp. Có bạn ở đây hả? Tài xế vừa lái xe vừa tán dóc với Dương Bách Xuyên. Đến nhà bạn chơi. Dương Bách Xuyên kiên nhẫn trả lời. Ồ, vậy thì bạn của cậu không phải minh tinh cũng là đại gia. Tài xế lộ vẻ hâm mộ. Dương Bách Xuyên sửng sốt giây lát, sau đó mỉm cười hỏi, sao bác tài lại nói vậy? Hi hi, ai mà chẳng biết Ưu Phẩm Sơn là khu biệt thự sang trọng nhất Hồng Kông, rất nhiều minh tinh và đại gia sống ở đó. Nhắc đến Ưu Phẩm Sơn, tài xế bắt đầu bật chế độ nói nhiều, giải thích cho Dương Bách Xuyên. Nghe tài xế phổ cập kiến thức, Dương Bách Xuyên cũng hơi kinh ngạc. Theo lời tài xế thì người có thể sống ở Ưu Phẩm Sơn đều có tài sản trên 100 triệu, nơi đây cũng là khu vực nổi tiếng nhất Hồng Kông. Dương Bách Xuyên càng thêm tò mò về chị Mai. Tối qua Tô Cẩn nói chị Mai xuất thân từ dòng dõi thư hương, rất có tài hoa. Bây giờ xem ra cô ấy không chỉ có tài mà còn có tiền. Trong lúc Dương Bách Xuyên và tài xế nói chuyện, xe đã đến Ưu Phẩm Sơn. Dương Bách Xuyên đến khu biệt thự số 9 theo tin nhắn chị Mai gửi tới, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng BD. Anh trả tiền rồi xuống xe. Lúc này BD đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên, đứng từ xa làm động tác hoa lan chỉ, cất giọng êm ái nói, Dương Bách Xuyên, ở đây nè. Lâu rồi không gặp, Dương Bách Xuyên nghe giọng BD vẫn thấy rùng mình. Bây giờ tên này ngày càng nữ tính, còn tô son nữa chứ, thật là. Chào BD, cậu. Cậu ngày càng đẹp ra. Dương Bách Xuyên nhìn BD, thật sự là không biết nên nói gì mới tốt. Ghét ghê á, BD lại làm động tác hoa lan chỉ, giơ nắm tay trắng nõn đấm nhẹ lên người Dương Bách Xuyên. Tôi cảnh cáo cậu đừng có động vào tôi, anh đây sợ là mình không nhịn được đạp bay cậu luôn. Dương Bách Xuyên không thể quen nổi động tác của BD. BD bĩu môi nói, hừ, cậu còn không biết ngại à, lần trước cậu hại tôi mất mặt trước chị Mai. Đã hứa là sẽ tặng chị Mai dây chuyền phỉ thúy, vậy mà không liên lạc được, người đi nhà trống, hại tôi xấu hổ trước mặt chị Mai một thời gian dài. Cậu nói xem cậu bồi thường tôi thế nào. Khụ khụ, chuyện lần trước là lỗi của tôi, muốn bồi thường gì thì cứ nói. Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói. Hai mắt BD chợt sáng ngời, tự cậu nói đấy nhé, tặng tôi đan chú nhan đi. Được, có điều hiện tại tôi không mang theo, khi nào cậu đến cố đô tôi sẽ đưa cho cậu. Ok, cứ quyết định như vậy nha, dù sao mấy ngày nữa tôi cũng phải trở về một chuyến. Đi thôi, chị Mai đích thân vào bếp chờ cậu đấy. Tên nhóc này có thể diện ghê, thật sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi. BD tỏ vẻ ghen tị, mời Dương Bách Xuyên vào cổng khu biệt thự. Thoạt nhìn khu biệt thự số 9 không có nhiều hộ lắm, cả khu chỉ có hai dãy biệt thự đối xứng nhau ở phía nam và phía bắc, nhưng mỗi biệt thự đều có sân riêng. Không lớn không nhỏ trông rất sang trọng, có đủ hồ bơi, vườn hoa. BD dẫn Dương Bách Xuyên đến nhà chị Mai. Nhà chị Mai cũng giống các biệt thự khác, kiến trúc châu Âu 2 tầng, phòng khách rất rộng,
nội thất lấy tông tím làm chủ đạo, rất nữ tính. BD nói chị Mai sống ở đây một mình. Dương Bách Xuyên vào nhà đúng lúc nhìn thấy chị Mai đeo tạp dề, búi tóc sau đầu, vừa ra khỏi phòng bếp bên cạnh phòng khách. Hình ảnh này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ kinh ngạc, đường đường là ảnh hậu mà lại đích thân vào bếp, trong nhà cũng không thấy người giúp việc. Có lẽ chị Mai nhìn thấy vẻ mặt của Dương Bách Xuyên, vì vậy mỉm cười bảo, tôi mê món ngon và thích yên tĩnh, cho nên lúc ở nhà tôi đều tự nấu cơm. Có điều cả năm chẳng nấu được mấy lần, cậu và Jack uống trà trước đi, tôi sắp nấu xong rồi. Chị Mai vất vả rồi. Dương Bách Xuyên nở nụ cười nhẹ. Anh nhìn chị Mai đi vào phòng bếp, đột nhiên trong đầu nhảy ra một câu nói lên được phòng khách xuống được phòng bếp, mà chị Mai còn có thêm một vế lên được màn ảnh. Tiếc thật. Theo lời Tô Cẩn thì chị Mai thuộc tuýp người kiên quyết không tìm bạn trai, lựa chọn sống độc thân vì một thần tượng đã qua đời. Dương Bách Xuyên không biết nên nói đầu óc cô ấy có vấn đề hay là nói cô ấy vì tình yêu và tín ngưỡng nữa. Lúc này, BD vẫy tay trước mắt Dương Bách Xuyên, nhỏ giọng thì thầm, đừng nhìn nữa, ánh mắt cậu lộ liễu quá đấy. Mơ đi cưng, chị Mai nhà chúng tôi có người trong tim rồi, người đàn ông khác đừng có mơ. Chẳng phải trong lòng chị ấy vẫn ôm ấp bóng hình một người chết sao, có gì lạ đâu. Cậu có tin là anh đây sẽ đi vào trái tim chị ấy không? Hì hì, Dương Bách Xuyên hoàn hồn, cười khúc khích nói. BD cuống quýt bịt miệng Dương Bách Xuyên nhưng bị anh né. BD lộ ánh mắt oán trách, cậu nói nhỏ thôi, tuyệt đối đừng nói người đàn ông kia đã chết trước mặt chị Mai, anh ta mãi sống trong tim chị ấy. Cơ mà cậu nắm bắt tin tức nhanh nhạy đấy, có rất ít người biết chuyện này. Dương Bách Xuyên cười ha hả đặt hộp quà trong tay lên bàn, ngồi xuống sofa, đắc ý nhìn BD, anh đây biết nhiều chuyện lắm, chuyện này nhằm nhò gì. Mà này, cậu ngày càng nữ tính đây, dứt khoát sang Thái một chuyến đi. Dương Bách Xuyên thường hay nói đùa với BD, nhưng lần này nói xong câu cuối, anh cảm thấy không ổn. Đúng là BD nữ tính, nhưng dù sao cũng là đàn ông, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình nói vậy là không tốt, có hơi lúng túng. Anh cứ tưởng BD sẽ tức giận, không ngờ đối phương chỉ cong ngón tay như hoa lan, đỏ mặt nói, tôi đã liên lệ với bác sĩ giỏi nhất bên kia rồi, một thời gian nữa chuẩn bị phẫu thuật. Nhóc Xuyên à, sau này tôi chuyển giới rồi, chúng ta có thể thử yêu đương. Đậu xanh rau má. Nghe BD nói vậy, Dương Bách Xuyên buột miệng chửi thề, trong lòng đổ mồ hôi đầm đìa. Anh không ngờ mình chỉ nói đùa một câu, mà BD đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Tên này đã quyết tâm làm con gái. Trời đất ơi! Xem như trong đám bạn học xuất hiện một nhân tài, không đúng, là biến thái chứ. Dương Bách Xuyên nhìn BD, toàn thân nổi da gà. Nhất là câu sau này tôi chuyển giới rồi, chúng ta có thể thử yêu đương dọa anh sợ hết hồn. BD chuyển giới tức là nam giới biến thành nữ giới. Còn con mẹ nó yêu đương, đến lúc đó anh đây chạy còn không kịp nữa là. Anh nhìn BD, khóe môi dần giật. Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt, hít sâu một hơi. Anh cảm thấy là một người bạn, anh cần phải cứu vớt BD, không thể để đối phương sa ngã. Anh tưởng tượng sau này BD biến thành dáng vẻ con gái, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Anh nghiêm túc nhìn BD và nói, BD này, cậu nói thật cho tôi biết có phải cậu bất lực ở phương diện kia của đàn ông không? Nếu thật sự là thế thì anh đây chữa trị cho cậu. Tôi đảm bảo có thể giúp cậu sung mãn trở lại, cậu tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Dương Bách Xuyên nói xong, đợi BD trả lời. Nào ngờ câu trả lời của BD lại đổi mới thế giới quan, nhân sinh quan của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vốn muốn cứu vớt BD, nhưng không ngờ BD lại nói tiếp mấy câu làm cho anh mở rộng tầm mắt, đồng thời bỏ qua ý định khuyên nhủ trong đầu anh. Trong đầu chỉ có một câu nói, thằng nhóc này không cứu được rồi. Chỉ nghe BD nhỏ giọng nói nhỏ, tôi á, từ nhỏ đã sống trong đám phụ nữ mà trưởng thành. Khó tránh khỏi dính một chút hơi thở của phụ nữ và thói quen, từ lúc học trung học cơ sở tôi còn vì bị người ta gọi là BD mà đánh nhau. Thế nhưng không có ích gì, miệng ở trên người người ta, tôi cũng quản không được, về sau dần dần lại thành thói quen. Đến thời trung học, một ngày không nghe được người khác gọi ta vài lần BD gì đó, cả người tôi sẽ không được tự nhiên. Sau khi học đại học, cuối cùng tôi phát hiện ra thực sự là một cô gái rất tốt, có thể được các chàng trai yêu mến. Mời đi ăn tối và xem phim, hẹn hò cuối tuần, chơi trò mờ ám. Chỉ có các cô gái mới có những đặc quyền này. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại có duyên vào giới giải trí,
tôi càng phát hiện các cô gái ở trong giới này mới có thể lăn lộn và được ăn sung mặc sướng. Nói đến đây, BD dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nhóc Xuyên, cậu có biết không, tôi á, từ nhỏ đã có một ước mơ làm ngôi sao, lần này đưa ra quyết định này tôi biết sẽ có rất nhiều người không thấu hiểu, nhưng tôi có cách sống và lý tưởng của mình, tôi thích làm con gái, cho nên trong lòng tôi không có tật xấu, chờ phẫu thuật thành công, chị Mai cũng đều đồng ý với tôi, chị ấy sẽ giúp ta bước vào giới giải trí, đây là cơ hội để tôi thực hiện ước mơ của mình. Quan trọng hơn là, sau này tôi có thể đường hoàng làm con gái, cũng sẽ không còn ai gọi tôi là BD nữa. Người ta nhìn thấy tôi đều sẽ gọi tôi một tiếng mỹ nữ. Mỗi lần nghĩ đến những thứ này, tôi đều hận không thể lập tức biến thành con gái. Cho nên á nhóc Xuyên, cậu phải chúc phúc cho tôi, hơn nữa, sau này không được cười nhạo tôi. Chờ sau khi tôi phẫu thuật thành công, sau này tôi có thể kết hôn sinh con, đây là một chuyện tốt đẹp cỡ nào chứ? Tôi á, bây giờ tôi rất cảm ơn thời đại này. Đã để tôi sinh ra ở một thời đại có thể quyết định vận mệnh của mình, hi hi, cậu nói xem đây có phải là chuyện tốt với tôi không? Nếu tôi không thay đổi bản thân mình, cậu nghĩ với tính cách ẻo lả của tôi, sẽ có một cô gái thích tôi sao? Rõ ràng là không thể, cho nên đi Thái Lan mới là lối thoát của tôi. BD nói xong chí hướng của mình. Thế nhưng Dương Bách Xuyên lại hoàn toàn hóa đá, trong lòng anh chỉ có một câu, thế giới này điên rồi, hay là BD không thể cứu được nữa? Nhưng chính BD đã nói, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, anh cũng không thể đi can thiệp vào chuyện người ta. Hơn nữa, trong giọng nói của BD, Dương Bách Xuyên nghe được tên nhóc BD này thật sự muốn làm con gái. Thế nhưng luôn cảm giác trong lòng khó chịu, anh vẫn muốn mở miệng khuyên nhủ BD. Lúc này trong xuất hiện giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, thằng nhóc thối, mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình, còn muốn gượng ép ngược lại cũng không phải chuyện tốt. Nếu cái tên ẻo lả này muốn làm con gái, con cũng không nên khuyên cậu ta, khụ khụ, ở chỗ vi sư có một bộ công pháp âm dương, thích hợp cho người đồng tính tu luyện. Nếu cậu ta là bạn học của con, nước màu mỡ không chảy ra ngoài cánh đồng, con đưa công pháp âm dương cho cậu ta, nói không chừng ngày sau có thể cho con một bất ngờ lớn. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên theo bản năng ở đáy lòng nói, quỳ hoa bảo điển. Quỳ hoa bảo điển gì chứ, vi sư nói là em mờ dương công. Chính là để cho người đồng tính tu luyện. Ở mấy vạn năm trước, một thái giám tuyệt thế ở tu chân giới đã sáng chế ra cái này, nhưng là công pháp vô thượng chân chính, chỉ tiếc đàn ông bình thường ai rảnh rỗi đi tu luyện thứ này chứ. Năm đó, thái giám tuyệt thế kia chính là nhân vật oai phong một cõi trong tu chân giới, nhưng hắn đã giết chết một vị đệ tử của người bạn thân của vi sư được mời đi giết hắn. Kết quả trận chiến này đánh suốt 10 năm, hai người ta và người bạn thân liên thủ cũng phải trả cái giá đắt mới có thể giết chết vị thái giám tuyệt thế kia, công pháp cũng do lấy được từ trên người hắn. Lúc đầu định vứt bỏ, nhưng vi sư thật sự rất khâm phục cái kia tên thái giám tuyệt thế kia, quả nhiên là lão yêu nghiệt giống như nhân vật thiên tài, vi sư giữ lại công pháp làm kỷ niệm. Hôm nay BD này lại thích hợp, dù sao cậu ta cũng là tự nguyện thay đổi bản thân, tạm thời cứ giao bộ tuyệt thế M Dương Công này cho BD. Ngày sau có thể tu thành hay không thì phải xem tạo hóa của cậu ta. Nếu cậu ta có thể tu luyện thành công, thế gian sẽ xuất hiện một người đồng giới cao cấp, mà con chính là ân nhân dẫn đường cho cậu ta, dù sao cũng là một khoản đầu tư có lợi, cho dù tu luyện không thành, cũng có thể cải thiện thể chất của cậu ta, đối với cơ thể cũng tốt. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói xong, quả thực hơi sửng sốt, tu chân giới thế mà cũng có thái giám, hơn nữa còn là thái giám tu chân. Theo lý thuyết hiện nay chính là quỳ hoa bảo điển phiên bản tu chân đó. Nếu như thật sự cho BD, cũng xem như là một lựa chọn không tồi. Dù sao BD cũng quyết tâm muốn đi Thái Lan, anh nghĩ lại cũng không nên ngăn cản, nếu thật sự đưa M Dương Công cho BD, coi như là giúp anh ta vậy. Miệng sư phụ cũng trịnh trọng nhắc tới công pháp, chắc chắn là rất thâm sâu khó lường, anh cũng biết mắt nhìn người của sư phụ nhà mình cao thông cỡ nào. Hễ là công pháp tu chân. Cho dù tu chân có thành tựu cao hay không, chỉ cần tu luyện một hai cái, cũng đã trợ giúp cho cơ thể của người đó tráng kiện gấp trăm gấp ngàn lần. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghe xong sư phụ giảng giải, thật ra cũng nảy sinh một điều thú vị ghê tởm khác, đó chính là, anh cũng muốn nhìn xem BD có thể trở thành một phiên bản hiện đại của Đông Phương Bất Bại hay không. Nhìn BD, Dương Bách Xuyên lập tức kết hợp anh ta với Đông Phương Bất Bại trong TV, trong lòng rất vui vẻ, anh nói với sư phụ, ông già. Người truyền quỳ hoa bảo điển truyền ra đi, con quyết định sẽ truyền thụ cho BD, ha ha.
Thằng nhóc thối, đã nói là em mờ Dương Công rồi, không được gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển trong miệng thằng nhóc con lại là loại công pháp gì thế, sao có thể so sánh với em mờ Dương Công được. Vân Thiên Tà chửi bới một câu, sau đó truyền em mờ Dương Công đến trong đầu Dương Bách Xuyên. Sau khi đầu Dương Bách Xuyên choáng váng một hồi, trong đầu liền nhiều hơn một phần văn tự chằng chịt, thoạt nhìn cũng không ít, công pháp cộng thêm chú giải tu luyện tổng cộng hơn 2.000 chữ. Sau khi tiếp nhận hoàn tất, Dương Bách Xuyên ba không vội vàng xem câu đầu tiên của em mờ Dương Công. Chỉ thấy viết, trời đất âm dương. Cũng may mình không muốn luyện công này. Anh lẩm bẩm trong đầu. Lúc này BD mở miệng nói, nhóc Xuyên, nhóc Xuyên. À, nói chuyện với cậu đấy, đang suy nghĩ cái gì vậy, cậu cảm thấy quyết định của tôi thế nào? Vẻ mặt BD chờ mong nói. Nếu như là trước đó, Dương Bách Xuyên còn có thể có ý định khuyên bảo một chút, nhưng hiện tại, Dương Mỗ cười ha ha nói tốt, tôi cảm thấy cậu rất có lý tưởng. Đây là một sáng kiến vĩ đại, tôi ủng hộ cậu. Thật sao BD vui vẻ nở nụ cười. Là bạn học, nếu cậu đã quyết định, tôi cũng chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cậu, hơn nữa hoàn toàn ủng hộ. Sau khi nói xong, anh hỏi, đúng rồi, có mang theo máy tính không? Tôi có mang theo máy tính xách tay. BD vừa nói vừa lấy laptop của anh ta từ trong túi trên ghế sofa ra đưa cho Dương Bách Xuyên hỏi, cậu muốn tra cái gì hả? Ông đây tặng cậu một thứ, cậu chờ chút. Dương Bách Xuyên mở máy tính ra, bắt đầu gõ cách dùng M Dương Công từ trong đầu vào trong máy tính, chữ quá nhiều, dùng bút viết quá tốn thời gian. Ngón tay anh ở trên bàn phím gõ thoăn thoắt, hơn 20 phút sau, Dương Bách Xuyên gõ xong, sau đó nghiêm túc nói với BD, BD, tài liệu này là văn bản mã hóa, cậu tự mình xem đi. Anh vừa nói chuyện vừa giao máy tính lại cho BD. Thần thần bí bí cái gì vậy? BD nhận lấy máy tính và mã hóa tài liệu, nhưng sau khi nhìn thoáng qua nội dung trên đó, anh ta bật cười và nói, nhóc Xuyên, cái gì thế, cái gì mà em mờ Dương trời đất, là kinh văn gì sao? Cậu ngây thơ thế à, còn tin vào những thứ này? BD nhịn cười và nói. Sắc mặt Dương Bách Xuyên trở nên rất nghiêm túc nói, cậu có tin tôi không? BD nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên nghiêm túc, anh ta thu hồi nụ cười, nói, chúng ta là bạn học cùng lớp đại học. Tôi có thể không tin cậu sao? Được, nếu đã tin tưởng tôi, tiếp theo mỗi một chữ tôi nói, cậu đều phải nhớ kỹ trong lòng. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói, đây là công pháp tu luyện, chờ sau khi cậu phẫu thuật thành công thì cứ dựa theo thứ tự phía trên này để tu luyện, tôi đều có chú giải trên đó, đối với cơ thể khôi phục của cậu chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ hại. Hơn nữa, chờ sau khi cậu nhớ kỹ tất cả nội dung trên máy tính thì xóa file, tốt nhất là tiêu hủy máy tính. Cũng không được nói với bất luận kẻ nào, nếu không cậu sẽ rước họa sát thân cho mình. Bắt đầu từ hôm nay, tôi nhận cậu làm đệ tử đời thứ nhất của Vân Môn. Về phần cái gì là tu luyện, cái gì là Vân Môn, bây giờ cậu không cần hỏi nhiều, ngày sau tự nhiên sẽ biết, đây là một viên đan dược. Nếu tin tưởng tôi, chờ trước khi phẫu thuật cậu cứ ăn vào, có thể có lợi cho việc hồi phục cơ thể của cậu. Đúng rồi, chia làm 3 lần sử dụng, cũng đừng nuốt ngay lập tức, à, có thể làm đẹp da. Còn tốt hơn đan chú nhan gấp 100 lần đó. Sau khi nói xong, tay Dương Bách Xuyên bỏ vào trong túi và lấy ra một viên đan bồi nguyên cho BD, tin tưởng có viên đan bồi nguyên này, có thể cam đoan cơ thể của BD sẽ giảm bớt nguy hiểm trong lúc phẫu thuật, cũng có thể giúp anh ta tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, không đúng, là M Dương Công tuyệt thế mới đúng. BD bị Dương Bách Xuyên nghiêm túc dọa cho sợ hãi, mặc dù nghe trong sự mờ mịt, nhưng anh ta vẫn là lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Nhất là đan dược, lúc lấy ra lại có mùi thơm rất mê người, hơn nữa nghe được Dương Bách Xuyên nói còn tốt hơn đan chú nhan, có thể làm đẹp da thì anh ta càng tin tưởng. Thề đánh cuộc chắc chắn không nói cho bất luận kẻ nào biết, anh ta thật cẩn thận thu hồi đan dược vào trước đây Dương Bách Xuyên đã từng cho anh ta sử dụng đan chú nhan, cho nên anh rất tin tưởng Dương Bách Xuyên. Đang lúc hai người nghiêm túc nói chuyện, giọng chị Mai vang lên, nhóc Xuyên, rách lại đây ăn cơm đi. Dương Bách Xuyên và BD đi tới nhà ăn, nhìn một bàn đầy thức ăn, có thể nói hương vị đầy đủ, thật sự nuốt nước miếng, càng thêm kinh ngạc chính là một đại minh tinh như chị Mai vậy mà có thể làm ra một bàn mỹ thực như vậy, không phù hợp với thân phận của cô ấy chút nào. BD dùng biểu cảm thái quá tán thưởng một bàn đầy thức ăn do chị Mai làm, cái miệng này thật sự làm cho Dương Bách Xuyên mở mang kiến thức, nhập gia tùy tục, cũng theo BD khen chị Mai một phen.
Nhưng mà nếu so với BD thì Dương Bách Xuyên vẫn rất là hàm xúc, ít nhất khen ngợi là phát ra từ tận đáy lòng. Anh có thể nhìn thấy được nét vui mừng trong ánh mắt chị Mai, trong lòng thầm nói, xem ra hễ là người bình thường thì luôn thích những câu nịnh hót, mấu chốt chính là vấn đề có thái quá hay không. Nhưng dường như vẻ mặt của chị Mai rất trầm ổn, dịu dàng cười nói, được rồi, đừng nịnh nọt nữa, tôi tự biết trình độ nấu ăn của tôi như thế nào, quay về vấn đề chính đi, đừng đấy nữa, mau nhanh ăn cơm đi. BD vui vẻ cười nói, có thể được ăn những món ăn ngon như vậy thì không thể thiếu rượu được. Em có nhờ một người bạn làm ở Pháp gửi tới một chai rượu vang đỏ, hôm nay khó có dịp chị Mai tự mình xuống bếp, phúc phần này không thể bỏ qua, em đi lấy rượu, suýt chút nữa quên mất. BD nói xong thì đi về phía sofa, Dương Bách Xuyên vừa nhìn, hôm nay anh cũng mang quà tặng đến, nói với BD, BD lấy giúp tôi lấy hai cái hộp trên bàn trà. Được BD đáp một tiếng, cùng cầm theo cái hộp Dương Bách Xuyên mang đến, đặt ở trên bàn. Lúc này, chị Mai nhìn BD cười cười nói, rách, còn sợ chị Mai chị không có rượu ngon, cho nên em đặc biệt mua từ Pháp cho chị à. Nói xong, cô ấy mỉm cười nhìn Dương Bách Xuyên và nói, còn cậu nữa, đến là được rồi, còn mang theo quà tặng làm gì, nếu như cậu thật sự có lòng thì lần sau tặng đền bù cho tôi cái dây chuyền phỉ thúy mà cậu điêu khắc, những lễ vật khác chị cũng không cần. Trong lòng chị Mai luôn nhớ tới sợi dây chuyền phỉ thúy màu máu trong tay Dương Bách Xuyên đã gặp qua ở cửa hàng phỉ thúy ở Cố Đô. Cô ấy thật sự thích kiểu điêu khắc sống động như thật này. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, nếu chị Mai đã không cần thì em đành mang về vậy, chị đừng hối hận, ha ha. Ôi chao, cậu vừa nói gì vậy, xem ra chị cũng phải nhìn xem, cậu mang cái gì đến tặng chị. Chị Mai cười nói, nhóc Xuyên, mau mở ra xem đi. BD vừa rót rượu vừa thúc giục nói. Trên bàn có hai cái hộp, một lớn một nhỏ là vòng tay Dương Bách Xuyên cho BD. Lớn là dây chuyền phỉ thúy cho chị Mai, đều được điêu khắc rất tinh xảo. Đẩy cái hộp nhỏ trước mặt BD nói, đây là bồi thường cho cậu. Đây là cho chị Mai, mọi người mở ra xem có thích hay không. Dương Bách Xuyên nói xong, anh đẩy hai hộp gấm một lớn một nhỏ tới trước mặt mỗi người. BD rót xong ly rượu cho ba người, nhanh chóng cầm lấy hộp nhỏ cho mình, anh ta thật sự không nghĩ tới Dương Bách Xuyên còn mang quà tặng cho anh ta, vui đến hỏng rồi. ABD mở cái hộp nhỏ ra kêu to một tiếng, vẻ mặt vui mừng, đẹp quá đi. So với BD thì chị Mai lại nhã nhặn hơn nhiều, nhẹ nhàng mở hộp gấm ra, ngay lập tức trên mặt cô ấy cũng tỏ vẻ vui mừng, không nghĩ tới trong hộp chính là dây chuyền phỉ thúy màu máu cô ấy nhớ mãi không quên, vật bên trong vô cùng tinh xảo, lần đầu tiên liếc mắt đã thích. Chị Mai nhìn Dương Bách Xuyên, vẻ vui mừng không chút che giấu, nói, nhóc Xuyên, cậu có lòng rồi. Sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền, để tôi bảo rách chuyển tiền cho cậu. Cô ấy là người có kiến thức, đương nhiên biết giá trị của dây chuyền phỉ thúy này, không nói đến điêu khắc tinh xảo đẹp hết mức, chỉ riêng màu sắc đỏ máu phỉ thúy của dây chuyền này cũng rất hiếm thấy, cộng thêm chất liệu và điêu khắc, hơn nữa còn là một sợi dây chuyền có giá trị không nhỏ. Dương Bách Xuyên ra vẻ tức giận nói, chị Mai, chị đây là đánh vào mặt em sao, nói thật bản thân dây chuyền này chính là thứ lần trước em đã đặc biệt điêu khắc cho chị. Chỉ là bởi vì sự việc trì hoãn, ngược lại lần này đến Hồng Kông làm việc, em muốn gặp chị, tìm người hỏi thăm chị một chút, đồng thời mang theo dây chuyền cho chị, không ngờ thật sự gặp được. Dương Bách Xuyên nửa thật nửa giả nói, tiếp tục nói, thời gian qua, em cũng đã nghe ngóng tình hình của chị và BD, cũng đừng nói có tiền hay không tiền, cái dây chuyền phỉ thúy này là do em tự tay điêu khắc cho chị, giá tiền không đắt, hơn nữa em cũng đã gọi chị một tiếng chị Mai, tặng chị một cái dây chuyền thì có làm sao. Hơn nữa em và BD là bạn học, điểm này tính ra mối quan hệ của chúng ta cũng không tính là xa, nhất là hôm nay có thể ăn được một bữa cơm tự tay chị làm, bản thân em cũng hời rất nhiều rồi, ha ha. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói xong thì nhìn chị Mai. Mà chị Mai mặt mày sáng lên, cô ấy có thể cảm giác được Dương Bách Xuyên rất đặc biệt, nhưng không nghĩ tới nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện còn ngọt ngào như thế, lúc nói mấy câu này rất cẩn thận. Cái tuyệt chiêu nịnh nọt vô hình làm cho cô ấy vô cùng mừng rỡ. Cô ấy khẽ mỉm cười nói, được, lễ vật này chị sẽ nhận, hôm nay chị cũng nhận cậu làm em trai chị. Chị Mai cũng không phải loại người câu nệ tiểu tiết. Oa, nhóc Xuyên, thật hâm mộ nha. BD ở một bên xen vào. Cảm ơn chị Mai. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Nào, chúng ta uống một ly đi. BD nâng ly rượu lên đề nghị. Quà tặng đã tặng đi rồi, đạt được hiệu quả.
ba người đều rất vui vẻ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Bản thân chị Mai cũng cảm thấy trên người Dương Bách Xuyên có khí tức rất đặc biệt, không giống người thường, sau khi nói chuyện phiếm, cô ấy càng cảm thấy Dương Bách Xuyên rất thú vị, cho dù đề tài đàm luận cao thấp luôn có thể tiếp lời, hơn nữa còn có thể nói ra suy nghĩ gián tiếp của mình, điều này làm cho trong lòng cô ấy vô cùng vui vẻ, rất lâu không gặp được một người có thể nói chuyện phiếm vui vẻ như vậy. Mà Dương Bách Xuyên cũng có cảm giác tương tự, tuy nói chị Mai là minh tinh, nhưng kiến thức và tri thức của cô ấy đều vô cùng cao, không hổ là người có xuất thân từ nhà dòng dõi nho học, nói chuyện phiếm với cô ấy rất thoải mái, luôn có thể cho anh một loại cảm giác thả lỏng tinh thần. Sau khi uống rượu một lúc, ăn qua các món ăn, điện thoại BD vang lên, anh ta đi một bên nghe điện thoại, sau khi trở về nói, chị Mai, nhóc Xuyên, tôi phải đi trước, đoàn làm phim xảy ra vấn đề, tôi đi xem. Được, cậu đi hỗ trợ đi, nhớ kỹ trong vòng nửa năm không cần nhận bất kỳ chức vụ gì trong giai đoạn này, chị chờ cậu trở về rồi nói sau, vừa lúc chị cũng muốn nghỉ ngơi. Chị Mai nói với BD. Vẻ mặt BD cảm động, chị Mai muốn cho anh ta làm phẫu thuật, tuy nói là để điều dưỡng thân thể, nhưng thời gian nhận đã được đẩy xuống, thật ra có một phần nguyên nhân là chờ đến khi anh ta phẫu thuật trở về, người đại diện vẫn là anh ta. Sau khi chờ BD đi, phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người chị Mai và Dương Bách Xuyên. Trên bàn còn nửa chai rượu, chị Mai cười nói, hiếm khi rảnh rỗi, uống thêm với chị một chút. Được bây giờ Dương Bách Xuyên cũng không có việc gì, chỉ chờ Lưu Tích Kỳ tới đảo Hồng Kông giao thủ tục công ty của Viên Kim Phượng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, anh cũng khó có được thời gian uống rượu nói chuyện phiếm, hơn nữa bên cạnh có nữ thần như chị Mai làm bạn sao lại có chuyện không muốn ở cùng. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu, tán gẫu tận hứng uống cũng tận hứng nói chuyện, bất chi bất giác đã hết nửa chai rượu vang đỏ, lúc này sắc mặt chị Mai có hơi đỏ ửng, nhưng đang hưng phấn, lại đi đến tủ rượu mở ra lấy một chai rượu vang đỏ. Hai người uống chút rượu, nói chuyện trời đất, trong đầu Dương Bách Xuyên có quá nhiều tri thức về tu chân giới, cũng không thể nói ra với mấy người, làm cho chị Mai cảm thấy ngạc nhiên, mang theo thái độ học tập thỉnh giáo, càng tán gẫu càng vui vẻ. Bất chi bất giác hai người đã uống hết ba chai rượu vang đỏ. Dương Bách Xuyên có hơi bội phục tử lượng của chị Mai, ngoại trừ sắc mặt của cô ấy đỏ ửng ra, nhưng khi nói chuyện phiếm vẫn nói rõ ràng như trước. Mà cho dù Dương Bách Xuyên uống rượu không có gian lận, dựa vào tố chất thân thể của anh, cũng có một chút choáng váng, nhìn sắc trời bên ngoài, bất chi bất giác trời đã tối, đứng dậy nói, chị Mai, thời gian không còn sớm, em trở về trước, chờ khi nào có thời gian, chúng ta lại tụ tập. Trời tối rồi, đi cái gì vậy? Hơn nữa cậu quay về cũng là ở khách sạn, ở lại chỗ chị đi, dù sao phòng khách cũng nhiều lắm. Có hơi say rượu, chị Mai giữ Dương Bách Xuyên ở lại. Lần này trong lòng Dương Mỗ vui vẻ, nữ thần giữ lại nha nhưng mà nghĩ lại anh vẫn cảm thấy có hơi không thích hợp, dù sao nơi này là nhà chị Mai ở, hơn nữa bây giờ cô ấy uống hơi nhiều. Cái này, không hay lắm Dương Bách Xuyên có hơi nhăn nhó nói. Cậu gọi tôi là chị. Chị cũng nói nhận cậu làm em trai, có cái gì không tốt, chị đây không sợ thì một người đàn ông đã trưởng thành như cậu còn sợ cái gì. Được rồi, nói thế đi, phòng trên lầu cậu tùy tiện chọn một phòng là được, cậu đi xem phòng đi, chị đi thu dọn rửa bát đũa. Lúc này có lẽ là do nguyên nhân uống rượu, mà trong lời nói của chị Mai có một loại cảm giác như một tổng tài bá đạo. Dương Bách Xuyên thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, người ta đều nói như thế, còn có cái gì phải sợ. Hơn nữa anh cũng có tâm tư khác, hôm nay uống rượu nói chuyện phiếm ăn cơm cùng chị Mai, anh thật sự cũng rất vui vẻ, trong lòng rất muốn ở chung với chị Mai nhiều hơn. Nhìn chị Mai thu dọn bát đũa, đi vào phòng bếp, Dương Bách Xuyên xoay người lên lầu, chuẩn bị đi xem phòng. Tuy nhiên, khi anh đi lên cầu thang, đột nhiên vang lên một tiếng la hét và tiếng vỡ bát đũa trong nhà bếp. Ầm ầm a. Dương Bách Xuyên lắc mình xông về phía phòng bếp. Vừa đi vào liền thấy chị Mai trượt xuống đất, bát đũa lăn xuống đất. Có lẽ là do nước trên mặt đất mà trượt chân. Chị Mai, chị sao vậy? Dương Bách Xuyên vội vàng bước tới đỡ cô ấy dậy. Vừa đứng dậy, chị Mai đã rên rỉ, cơ thể nghiêng ngả không đứng vững, dựa lên người của Dương Bách Xuyên. Chân của chị trật rồi. Chị Mai hít khí lạnh, nói. Nữ thần ở trong lòng, Dương nào đó cảm thấy sắp phê rồi, tiếp xúc không khoảng cách. Có điều. Người ta đang trẹo chân, vẫn là phải xem chân. Mặc dù không nỡ, muốn để chị Mai ở trong lòng thêm một lát,
nhưng anh vẫn nói, em đỡ chị đến sofa xem trước. Anh dìu chị Mai ngồi xuống sofa, chị Mai hít ngược khí lạnh. Dương Bách Xuyên nói, chị Mai, để em xem nhé. Ừ, chị Mai đỏ mặt đáp. Sau đó Dương Bách Xuyên cởi giày của cô ấy, chân ngọc trắng ngần xuất hiện trong tầm mắt, nắm ở trong tay thầm lẩm bẩm, xúc cảm rất tốt. Lúc này, sắc mặt chị Mai đỏ giống như quả táo đỏ, cô ấy vẫn là lần đầu tiên bị người khác giới nắm chân như vậy, cảm giác ngứa ngứa từ dưới chân truyền tới, khiến cô ấy không khỏi run rẩy cả người. Nếu không phải cắn môi thì đã kêu ra tiếng rồi. Cảm giác rất kỳ diệu, ngoài tiếp xúc với diễn viên nam lúc quay phim ra, đây vẫn là lần đầu của cô ấy, cho dù là quay phim cũng đều là dùng thế thân. Dương Bách Xuyên hít sâu gạt suy nghĩ lung tung ra, nhìn một lát quả nhiên là trẹo chân rồi. Anh vận chuyển chân khí, nói với chị Mai, rời sự chú ý của cô ấy. Chị Mai, không đáng ngại, em xoa cho chị, rất nhanh sẽ khỏi. Ừ, a, vừa dứt lời, cổ chân đã truyền tới một cơn đau nhức khiến cô ấy kêu ra tiếng. Xong rồi, em xoa thêm cho chị. Dương Bách Xuyên cười, dùng chân khí làm tiêu sưng cho cô ấy. Lúc này chị Mai cảm thấy có một dòng chảy ấm áp ở cổ chân, rất thoải mái, đúng là không cảm thấy đau nữa rồi. Sau 3 phút, Dương Bách Xuyên lưu luyến buông tay ra, nói chị đứng dậy thử xem. Nghe vậy chị Mai xỏ giày vào đi lại, quả nhiên không đau rồi. Hết đau rồi, thì ra em còn biết y thuật à? He he, biết chút xíu. Cảm ơn nha. Tiện tay thôi, cảm ơn cái gì, hơn nữa cũng là tại em. Chị uống rượu nên để em đi thu dọn bát đũa, chị ngồi xuống nghỉ ngơi, em đi dọn dẹp lát. Dương Bách Xuyên nói xong rồi đến phòng bếp dọn dẹp bát đũa bị vỡ. Trở về phòng khách, chị Mai nói, vất vả rồi, đi thôi, chị dẫn em đi xem phòng. Lúc này sức rượu vang của chị Mai đã lên, lúc nói chuyện thì đứng dậy, nhưng lại lảo đảo. Vẫn là em đỡ chị lên tầng đi. Dương Bách Xuyên cười, đỡ lấy cô ấy. Tay bị Dương Bách Xuyên nắm lấy, cô ấy muốn rụt về theo bản năng, nhưng lại không rút về được từ chỗ Dương Bách Xuyên, sắc mặt lập tức nóng lên. Xấu hổ nói, hôm nay uống nhiều quá, lại khiến người làm khách như cậu hầu hạ tôi, xin lỗi. Trong lúc nói chuyện, hai người đi lên tầng, đi lảo đảo cô ấy càng váng đầu hơn, ý say cũng lên đầu. Đợi sau khi lên tầng, cơ thể đã mềm nhũn, dựa ở trên người Dương Bách Xuyên. Phòng đầu tiên bên trái, tầm mắt chị Mai đã mơ hồ, nói căn phòng với Dương Bách Xuyên, bây giờ cô ấy chỉ muốn nhắm mắt lại. Còn Dương Bách Xuyên lại chuẩn bị thức đêm. Nửa người của chị Mai dán trên người, khiến cơ thể anh nóng lên từng đợt, mùi hương cơ thể thoang thoảng và cảm giác mềm mại không ngừng khiêu chiến phòng tuyến trong lòng anh. Anh chỉ muốn mau chóng đưa chị Mai về phòng, sau đó đi tắm nước lạnh. Sau khi mở cửa, đợi mở ra, một căn phòng màu tím xuất hiện trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên, bày trí trong phòng rất nữ tính hóa. Sau khi anh nhìn thấy giường, lại không khỏi vui vẻ, không ngờ chăn ga của chị Mai lại là hoạt hình. Trong lòng thầm nói thì ra nữ thần còn có tâm hồn trẻ con. Sau khi đỡ cô ấy đến cạnh giường, Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy trên giường đặt một bộ đồ lót màu đen, mắt lập tức trợn to. Chị Mai phản ứng lại, trong lòng cuống lên, lập tức nhào lên giường muốn nhặt đồ lót lên, cô ấy cảm thấy rất xấu hổ. Nào ngờ vừa cuống lên, dưới chân không vững đã kéo theo cả Dương Bách Xuyên ngã lên trên giường. A, à, Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc. Anh bị bộ đồ lót trên giường thu hút ánh mắt, căn bản không ngờ chị Mai lại đột nhiên nhào về phía giường, chưa phản ứng lại đã ngã lên giường rồi. Trong tai vang lên tiếng kêu kinh ngạc của chị Mai, nhưng lại phát hiện lúc này hai người một trên một dưới dán vào nhau rất mờ ám. Hơn nữa tay của anh còn đang đặt ở chỗ không nên đặt của người ta. To quá, mềm quá. Trong đầu anh không tự giác nói. Bốn mắt nhìn nhau. Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt mông lung của chị Mai. Trên mặt đỏ ửng tỏa sáng, trong lòng lập tức nhốn nháo, không khỏi nhẹ nhàng hôn xuống. Mà lúc này chị Mai lại đầu óc trống rỗng, trời ơi, đây là... Cô ấy bị Dương Bách Xuyên nắm lấy chỗ mềm mại, càng không ngờ lúc luống cuống sẽ xảy ra tình cảnh như vậy. Nhịp tim đập nhanh gấp bội. Ngay sau đó cô ấy trợn to mắt nhìn Dương Bách Xuyên hôn xuống. Có điều trong lúc say, chị Mai nhìn Dương Bách Xuyên lại thành một người khác khiến cô ấy bị quyến rũ. A Vinh, chị Mai dịu giọng nói ra. Dương Bách Xuyên vốn sắp hôn xuống rồi, nhưng sau khi nghe thấy câu này, anh chợt bừng tỉnh. Vội vàng đứng dậy,
anh không phải vật thay thế của người khác, anh là sự tồn tại có một không hai. Bây giờ chị Mai rõ ràng đã say rồi, anh càng không thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nếu cô ấy tỉnh lại thì nên đối mặt thế nào? Quả thật anh từng theo đuổi thần tượng, từng say đắm chị Mai, nhưng cũng sẽ không làm một lốp dự bị, càng sẽ không nhân lúc người gặp nguy. Dương Bách Xuyên đột nhiên đứng dậy, đắp chăn lên cho chị Mai men say mông lung, rồi anh đi ra khỏi phòng. Mình bị làm sao đây? Cũng say rồi sao? Dương nào đó cười khổ tự nói, đến một căn phòng khác chuẩn bị tắm rửa. Anh lại không biết, sau khi anh rời khỏi phòng của chị Mai vô cùng say ở trên giường đã mở đôi mắt ra nhìn trần nhà, nói, là mơ hay là ảo giác? Thực ra chị đã tỉnh mộng những mấy năm rồi, em trai nhỏ, em là người thứ hai chị phát hiện có khí tức giống với anh ấy. Trong lòng chị Mai quả thật giống lời đồn bên ngoài, cô ấy từng thích ngôi sao đã mất kia. Nhưng lúc đó trẻ tuổi, cô ấy cũng từng đau lòng, nhưng đầu óc cô ấy không hỏng. Sở dĩ nói với bên ngoài không tìm bạn trai chỉ thích ngôi sao đã mất kia thực ra là lúc đó bị ép bất đắc dĩ, người trong nhà giới thiệu người không thích, càng bị người ta theo đuổi rất phiền, nên dứt khoát đã tìm một cái cớ mà thôi. Người Hồng Huyền Thiên hỏi chính là người của M. Nguyệt Môn, cũng là một võ cổ giả tiên thiên tầng 8. Thế lực sau lưng thật sự của nhà họ Hồng là tông môn cổ xưa M. Nguyệt Môn, đương nhiên là một phần của thế lực võ cổ giả nước ngoài. Nghe Hồng Huyền Thiên hỏi ý kiến của mình, Trường Cốc trầm ngâm cười nói, Huyền Thiên, tôi thấy lúc này vẫn là tính kế lâu dài đi, Dương Bách Xuyên kia thật sự không phải hạng người đơn giản. Ồ, Trường Cốc có nghe ngóng Dương Bách Xuyên này sao? Hồng Huyền Thiên hỏi ông ta. Đâu chỉ nghe ngóng, tôi có một sư đệ tên là Địa Tâm Lão Tổ, chính là bị Dương Bách Xuyên giết chết. Thời gian trước thiếu chủ của thần Tông cũng chết trong tay Dương Bách Xuyên, sau đó Tông chủ thần Tông dẫn theo 7 cao thủ tiên thiên tầng 7 kết hợp với Thanh Thành Trung Quốc đi trả thù. Hai tông cộng lại 15 tiên thiên đều chết trong tay Dương Bách Xuyên. Cho nên Huyền Thiên vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Vừa nãy con trai ông cũng nói rồi, video trong phòng làm việc của lão bát nhà ông hiển thị Dương Bách Xuyên đã cưỡng chế thiêu chết lão bát nhà ông, điều này chứng tỏ Dương Bách Xuyên không phải võ cổ giả đơn giản. Có khả năng rất lớn hắn còn là thiên tỉnh giả, là một người tu luyện song hệ, có thể giết chết 15 tiên thiên tầng 7, trong đó bao gồm hai người tầng 8. Như vậy ít nhất Dương Bách Xuyên chính là tu vi tiên thiên tầng 9 sơ kỳ. Cộng thêm người tu luyện thiên tỉnh giả song hệ, khụ khụ, thực lực của Dương Bách Xuyên rất có thể đã đạt đến cấp độ tiên thiên tầng 9 trung kỳ. Đương nhiên cũng có thể là cao hơn, cho nên Huyền Thiên đối mặt với Dương Bách Xuyên nhất định phải cư xử cẩn thận. Nghe Trường Cốc nói như vậy, lông mày Hồng Huyền Thiên cau lại thành chữ xuyên. Lão ta biết Trường Cốc sẽ không lừa lão ta. Những năm này liên lạc với người của M. Nguyệt Môn đều là Trường Cốc liên lạc với nhà họ Hồng, quan hệ của hai người không tệ. Suy tính một lát, Hồng Huyền Thiên nhìn Trường Cốc, nói Trường Cốc có thể mời cao thủ của M. Nguyệt Môn ra tay không? Tôi bằng lòng dâng lễ hậu. Cuối cùng Hồng Huyền Thiên mạnh mẽ ở đảo Hồng Kông hơn nửa đời, bảo lão ta nuốt cục tức này, lão ta không làm được. Huyền Thiên đừng nóng vội, bản thân nhà họ Hồng ông chính là môn hạ của M. Nguyệt Môn, cho dù không có lễ hậu. Chuyện của nhà họ Hồng, M. Nguyệt Môn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có điều mời những sư huynh sư thúc kia của tôi ra tay, một là tốn sức, hai là đường xá xa xôi, đợi đến nơi Dương Bách Xuyên đã rời khỏi đảo Hồng Kông lâu rồi. Trường Cốc nhìn Hồng Huyền Thiên, nói. Ý của Trường Cốc là chuyện này bỏ qua sao? Vậy không phải con trai tôi chết uổng rồi à? Hơn nữa Dương Bách Xuyên ở đảo Hồng Kông giết chết con cháu của tôi, bây giờ đã không còn là thù giết con nữa. Mà là liên quan đến mặt mũi của nhà họ Hồng tôi. Nếu cứ nhịn cục tức này như vậy, sau này nhà họ Hồng chúng tôi lên tiếng ở đảo Hồng Kông còn ai nghe nữa. Mà cũng trở thành trò cười ở giới võ cổ, ngoại giới sẽ nói Hồng Huyền Thiên tôi yếu đuối không có năng lực, Dương Bách Xuyên giết con giết cháu mà cả dám cũng không dám đánh một cái. Như vậy cho dù là M. Nguyệt Môn cũng sẽ bị tổn hại danh dự. Hồng Huyền Thiên luôn muốn kéo Trường Cốc theo. Vì Trường Cốc là ràng buộc của nhà họ Hồng và M. Nguyệt Môn. Những năm nay nhà họ Hồng trở thành thế lực phụ thuộc của M. Nguyệt Môn đã dâng lễ cho M. Nguyệt Môn không ít, bây giờ nhà họ Hồng có khó khăn, lúc này M. Nguyệt Môn không giúp thì có ăn nói được không? Tất nhiên Trường Cốc hiểu ý nghĩ trong lòng Hồng Huyền Thiên, cũng hiểu Hồng Huyền Thiên là người không chịu thiệt. Nghe lão ta nói xong, Trường Cốc cười khổ nói, nếu Huyền Thiên đã cố chấp muốn tìm Dương Bách Xuyên trả thù, thì cũng không phải không có cách. Chỉ là xem ông có dám hay không. Trong lòng Hồng Huyền Thiên vui mừng,
lập tức nói, Trường Cốc mau nói. Lúc này Trường Cốc nhìn mấy đứa con trai của Hồng Huyền Thiên trong đại sảnh, cũng không nói chuyện. Hồng Huyền Thiên phản ứng lại, xua tay nói với mấy con trai, các con ra ngoài trước đi. Mấy con trai của Hồng Huyền Thiên tuổi tác đều không nhỏ, bị ba và Trường Cốc đá ra trong lòng ai cũng không vui, nhưng cũng không dám phản bác. Bởi vì ba bọn họ Hồng Huyền Thiên có tu vi tiên thiên tầng 8, trong nhà họ Hồng chỉ xếp sau lão thái gia, mà Trường Cốc còn lại càng không dễ chọc vào, ông ta là người của tông môn cổ xưa M Nguyệt Môn. Đợi sau khi mấy con trai ra ngoài, lúc này Hồng Huyền Thiên mới nhìn Trường Cốc hỏi, Trường Cốc, bây giờ có thể nói rồi chứ? Sốt cuộc là có cách gì đối phó với Dương Bách Xuyên? Huyền Thiên, cách thì có nhưng vẫn là câu nói kia, xem ông có dám hay không? Trường Cốc híp mắt nói. Hồng Huyền Thiên mất kiên nhẫn nói, chao ôi, ông mau nói ra là được, con cháu của tôi đều bị tên tặc Dương Bách Xuyên kia giết rồi, chỉ cần có thể giết được Dương Bách Xuyên có gì mà không dám chứ? Được, cách của tôi là thuốc nổ. Trong ánh mắt Trường Cốc hiện ra vẻ ác độc nói, thế giới này không có ai muốn Dương Bách Xuyên chết hơn ông ta, vì không có ai biết Địa Tâm Lão Tổ là em trai ruột của ông ta. Thuốc nổ, khóe mắt Hồng Huyền Thiên giật một cái. Đúng, đánh không lại lẽ nào còn không nổ chết được hắn sao? Thuốc nổ cho dù là tiên thiên tầng 9 đỉnh phong cũng bị nổ tan thành mây khói. Trường Cốc xa xôi nói. Hồng Huyền Thiên do dự, trong đầu nhớ lại một chuyện 30 năm trước. Cũng là một thế gia để đối phó với tiên thiên tầng 9 của một thế gia khác, đánh không lại nên cuối cùng đã thiết kế dùng bom nổ chết võ cổ giả tiên thiên tầng 9 kia. Nhưng gia tộc thắng lợi kia đã bị tiêu diệt, bị các thế lực lớn của giới võ cổ kết hợp lại diệt cả thế gia. Tông môn cổ xưa trong và ngoài nước đều thống nhất ý kiến, nghiêm lệnh tất cả võ cổ giả, bất cứ ai cũng không được sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn thù hận, người vi phạm sẽ bị tông môn cổ xưa của cả giới võ cổ diệt môn giết chết. Giới võ cổ lập ra quy định này, tất nhiên là nhìn ra được vũ khí nóng có thể uy hiếp tới sinh mạng của tiên thiên tầng 9, cho nên mới làm như vậy. Suy nghĩ thấy cũng đúng, nếu võ cổ giả sử dụng vũ khí nóng, vậy thì sẽ bất lợi cho sự phát triển của giới võ cổ, càng có thể uy hiếp đến sự tồn tại của tiên thiên tầng 9. Cho dù gan của Hồng Huyền Thiên to hơn, lão ta cũng phải suy nghĩ hậu quả. Lúc này, Trường Cốc ở bên cạnh chậm rãi nói, Huyền Thiên, đây là cơ hội duy nhất có thể giết Dương Bách Xuyên. Nhưng mà Trường Cốc, chuyện này một khi truyền ra ngoài, nhà họ Hồng tôi sẽ xong đời mất. Hơn nữa tiên thiên tầng 9 cũng chưa chắc có thể đứng yên không động đậy đậy để bom nổ chết đúng không? Hồng Huyền Thiên nói. Trường Cốc cười ha ha, nói, Huyền Thiên thật là, lúc này ông chỉ cần phái người đáng tin đi làm, giết chết Dương Bách Xuyên, thần không biết quỷ không hay, lại là ở đảo Hồng Kông trên địa bàn của nhà họ Hồng ông. Ai có thể biết được? Đương nhiên cũng chỉ có tôi biết, cái này tôi có thể thề độc. Còn về việc đối phó thế nào thì rất đơn giản, bắt một người bạn trên đảo Hồng Kông của Dương Bách Xuyên, theo điều tra phân tích của tôi đối với Dương Bách Xuyên, hắn là người coi trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ đến cứu người. Đến lúc đó, tìm một xưởng quặng bỏ hoang, chỉ cần hắn vào trong cứu người, bom nổ, đến lúc đó trên đời còn có ai biết là nhà họ Hồng làm. Hơn nữa kẻ thù của tên tặc Dương Bách Xuyên còn có Thần Tông và Thanh Thành mà. Như ông nói, nếu lần này ông nhìn cục tức này, tha cho Dương Bách Xuyên, nhà họ Hồng ông chính là trò cười của giới võ cổ, đến lúc đó nhà họ Hồng cũng sẽ suy yếu. Nghe Trường Cốc giải thích xong, mắt Hồng Huyền Thiên đỏ lên, cắn răng thấp giọng nói, mẹ kiếp. Nói xong, lão ta lớn tiếng nói với bên ngoài cửa, lão tam, lão thất, hai con vào đây, người khác trở về đi. Hồng Huyền Thiên quyết định giao chuyện này cho con trai thứ ba và con trai thứ bảy làm. Lão Tam làm việc thận trọng, lão Thất hiên lặng ít nói, nhưng thủ đoạn độc ác, trong tay cũng chơi vũ khí nóng. Dương Bách Xuyên còn không biết anh đã bị người ta tính kế sau lưng, một âm mưu chống đối anh đang được tiến hành, ngày hôm sau thức dậy ở biệt thự của chị Mai, anh cũng không chào hỏi đã rời đi rồi. Vì nghĩ kỹ lại, không thể cô nam quả nữ ở trong nhà người ta. Mấy người phụ nữ bên cạnh đều chưa giải quyết xong, không thể trêu chọc vào một chị Mai mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng tu luyện nữa. Hơn nữa chị Mai có cuộc sống của mình, trong lòng cũng nghĩ đến người khác, nếu đã trở thành bạn, thì tầng quan hệ này dừng lại, xưng hô chị gái cũng khá tốt. Cho nên trời vừa sáng Dương Bách Xuyên đã rời khỏi biệt thự của chị Mai, trở về nhà của Viên Kim Phượng. Dương Bách Xuyên trở lại nhà Viên Kim Phượng, cảm giác trống rỗng. Trong lòng nghĩ có lẽ Viên Kim Phượng và Tô Cẩn đã về quê rồi.
ngồi trên sofa gọi điện thoại cho Lưu Tích Kỳ, hỏi anh ta khi nào tới đây, nhận được câu trả lời là trưa mai chắc chắn sẽ đến. Vân Kỳ muốn phát triển đến đảo Hồng Kông nên đã thu mua công ty của Viên Kim Phượng, anh ta phải dẫn theo một đoàn đội tới. Tuy rằng Dương Bách Xuyên được toàn quyền làm chủ việc thu mua công ty của Viên Kim Phượng, cho dù là đi qua, nhưng cũng phải chính quy, không thể để Viên Kim Phượng chịu thiệt, chuyện nào ra chuyện đấy, điểm này ý kiến của Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ giống nhau. Gọi điện thoại xong, anh nằm trên sofa nheo mắt lại, tối hôm qua ở nhà chị Mai thật sự không nghỉ ngơi tốt. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Dương Bách Xuyên bị một tiếng va đập làm bừng tỉnh. Đó là âm thanh phát ra từ sân. Đi ra ngoài nhìn, cửa lan can sắt đóng lại, không bị mở ra, còn nghĩ rằng bị trộm. Nhưng mà sau một giây, Dương Bách Xuyên thấy được trước cửa lớn đặt một cái thùng cắt tông nhỏ, hình như là do người từ bên ngoài vứt vào. Nhìn xung quanh cũng không có người, cúi đầu nhìn trên Dương viết một dòng chữ, mở video bên trong ra. Dương Bách Xuyên sửng sốt, mở Dương ra nhìn, bên trong là một chiếc điện thoại di động. Ngay sau khi bật nguồn, đó là một video bắt đầu phát. Khi anh nhìn thấy nội dung bên trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi. Bởi vì người trong video trên điện thoại di động lại là chị Mai, cô ấy bị người ta trói vào một chiếc xe, khóe miệng có vết máu. Một màn này khiến cho trong lòng Dương Bách Xuyên trầm xuống, toàn bộ cảnh đều là chị Mai giãy giụa, khóe miệng của cô ấy bị băng dính dán vào. Nhìn qua giống như là bắt cóc, nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng, đối phương có thể đưa video trên điện thoại di động này cho anh, tìm được chỗ ở của mình chính xác, chứng tỏ đối phương hiểu rất rõ anh, hơn nữa có thể bắt cóc chị Mai, rõ ràng cũng không phải người bình thường có thể làm được. Rất rõ ràng, đối phương muốn nhằm vào anh. Về phần chị Mai có thể là do ngày hôm qua mình đến nhà cô ấy ăn cơm nên lại liên lụy đến cô ấy. Quả nhiên, xem đến cuối cùng video thì xuất hiện một người đeo mặt nạ Tôn Hầu Tử, khàn tiếng nói, muốn cứu bạn của cậu thì đến mỏ đảo hoang 50 dặm về phía đông nam đảo Hồng Kông, mỏ số 3, nhớ kỹ đừng kinh động người khác. Hơn nữa cậu chỉ có 2 giờ, chưa tới 2 giờ, người đẹp này có thể sẽ bị ném ra biển cho cá mập ăn bởi vì cậu đến trễ, trên điện thoại di động có định vị. Hy vọng cậu có thể đúng giờ. Khi anh xem đến đây, video đã kết thúc. Dương Bách Xuyên nghiến răng mở miệng, sát ý ngút trời, anh đã đoán được rất có thể là người của nhà họ Hồng. Ở đảo Hồng Kông anh đã đắc tội với nhà họ Hồng, giết cha con Hồng Sĩ, hơn nữa cũng không có kẻ thù khác, đương nhiên cũng không loại trừ còn có thế lực khác, nhưng nhà họ Hồng là đối tượng nghi ngờ đầu tiên. Mặc kệ như thế nào, chị Mai thật sự vì anh mà bị liên lụy, gặp phải tai họa vô tội. Người Dương Bách Xuyên muốn đi cứu, không cứu thì lương tâm anh sẽ khó mà yên. Mặc dù thời gian quen biết với chị Mai cộng lại cũng không đến 3 ngày, nhưng hai bên đều có cảm tình với nhau, ở trong lòng anh cũng đã từng coi cô ấy là nữ thần. Điện thoại di động chợt nhấp nháy, quả nhiên xuất hiện một định vị đang phát sáng, hơn nữa phía trên còn nhắc nhở thời gian, đếm ngược còn lại 1 giờ 58 phút. Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, sợ đối phương sẽ làm hại chị Mai. Anh lái xe của Viên Kim Phượng đạp chân ga hết cỡ chạy ra ngoài. Có định vị nên anh không cần phải lo phải tìm đường, nhưng tuyến đường đảo Hồng Kông và vô lăng bên phải anh lái vẫn không quen lắm, dọc theo đường đi suýt chút nữa va chạm mấy chiếc xe, trong tai nghe được tiếng chửi rủa liên tiếp. Nhưng thời gian đếm ngược dần dần ngắn lại, nhìn tuyến đường định vị trên điện thoại di động, quãng đường còn rất xa, cộng thêm không ngừng kẹt xe, nửa giờ sau, anh mới đi được không tới 5 cây. Trong lòng nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không được, cũng chỉ có thể xông lên một lần. Anh đạp mạnh chân ga, cũng mặc kệ đèn giao thông, cả đoạn đường cũng vượt xe đụng xe mà bay lên. Ầm ầm, bởi vì Dương Bách Xuyên đi ngang ngược va chạm, phía sau có mấy chiếc xe đụng vào nhau, anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi ở trong lòng. Không đến 5 phút đồng hồ, phía sau đã vang lên cảnh báo xe cảnh sát, lúc này sao Dương Bách Xuyên còn bận tâm đến xe cảnh sát. Tiếp tục tăng tốc lái về phía trước, cuối cùng 20 phút sau, anh đã chạy ra khỏi thành phố. Sau đó lại tăng tốc lần nữa, trực tiếp đi về phía trước, dựa theo tuyến đường mà người đeo mặt nạ video di động lưu lại, anh còn phải đi thuyền đến đảo hoang. Từ lúc ra khỏi cửa đến nay tròn 1 giờ 20 phút sau, cuối cùng cũng đến một cửa khẩu. Nơi này vận chuyển rất nhiều thuyền nhỏ, sau khi Dương Bách Xuyên xuống điều tra, vội vàng đi tới bên bờ hỏi thuyền đi đảo hoang. Thế nhưng người ta phải chờ đủ người mới có thể xuất phát. Lúc này, xa xa có tiếng xe cảnh sát truyền đến,
Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy tình hình không ổn, không thể bị cảnh sát làm chậm trễ thời gian, anh tìm được một chủ thuyền nói tôi thuê thuyền của ông ngay lập tức chạy đến đảo hoang. Chủ thuyền trung niên nhìn Dương Bách Xuyên nói, chàng trai, muốn bao cả thuyền đắt lắm đấy. Dương Bách Xuyên cũng không nói nhảm với ông ta, trực tiếp đưa tay ở trong túi lấy ra 2 vạn đô la Hồng Kông từ không gian bình càn khôn trực tiếp ném cho ông ta, lập tức đi, đợi đến đảo hoang tôi lại cho ông thêm 2 vạn. Sau khi đến đảo Hồng Kông, anh đã đổi đô la Hồng Kông này và đặt trong không gian bình càn khôn để dùng vào những việc cần thiết. Chủ thuyền nhìn thấy vàng bạc thật ngay lập tức mặt mày hớn hở, không thành vấn đề, ngồi xuống rồi chúng ta đi. Rất nhanh, chủ thuyền lái thuyền rời đi ngay lập tức. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi trên đảo hoang, lão Tam và lão Thất của nhà họ Hồng, trong tay cầm điều khiển bom và kính viễn vọng từ xa nhìn chằm chằm vào mỏ bỏ hoang cách đó hơn 3.000 mét. Lão Tam nhìn Lão Thất nói, Lão Thất, cái điều khiển từ xa này vô dụng quá, hơn 3.000 mét quá xa, hay là tôi đến gần một chút, cũng đừng làm chậm trễ chuyện của cha. Anh ba, trước mắt đây đã là trang bị điều khiển từ xa tiên tiến nhất trên thế giới, đừng nói 3.000 mét, cho dù là 10.000 mét cũng có hiệu quả như cũ. Anh ở đây, đừng đến gần, không nghe ba và Trường Cốc tiền bối nói sao, võ cổ giả trời sinh nhạy bén cộng thêm tinh thần lực cường đại, lại quá gần sẽ bị Dương Bách Xuyên phát hiện. Chúng ta mới là người thất bại. Lão Thất nói. Được rồi, tôi sẽ ở đây, cậu nói xem Dương Bách Xuyên có đến hay không. Lão Tam hỏi. Lão Thất nghe vậy lấy ra một cái máy tính bảng từ trong túi, ngay lập tức nhếch miệng nói, anh ta đã tới rồi, xem ra chỉ còn 10 phút là tới, chuẩn bị sẵn sàng, chờ khi anh ta tiến vào mỏ số 3, thì ấn điều khiển từ xa, lần này bên trong chôn một đống thuốc nổ ích, cho dù anh ta là thần tiên, cũng có thể nổ anh ta thành cho tàn. Tốt, Lão Thất, chỉ cần lần này thành công, ba và Trường Cốc tiền bối đã nói sẽ đưa chúng ta vào Âm Nguyệt Môn, đó mới là nơi thật sự tốt. Ánh mắt Lão Tam tỏa sáng nói. Đúng vậy, Dương Bách Xuyên vừa chết, Hồng gia chúng ta ở đảo Hồng Kông vẫn là bá chủ gia tộc võ cổ. Lão Thất do dự nói. Chỉ tiếc, Đại Minh Tinh chị Mai và Hồng Phúc Hồng Quý kia phải chôn cùng với Dương Bách Xuyên rồi, nếu như tôi nói, thả chị Mai và bọn họ thả ra, để cho Dương Bách Xuyên đi vào được. Mục tiêu của chúng ta là Dương Bách Xuyên, cần gì phải liên lụy đến một người phụ nữ và người của mình chứ? Trong lòng Lão Tam vẫn có hơi nhớ nhung với chị Mai, hắn thích phim của chị Mai, càng đáng tiếc hơn là hai người của gia tộc. Lúc này Lão Thất nghiêm khắc nói, anh ba, em có thể nói cho anh biết, có thủ đoạn của một số võ cổ giả không tầm thường, nếu thả chị Mai và Hồng Phúc Hồng Quý ra, Dương Bách Xuyên sẽ biết chị Mai không còn bên trong nữa, anh ta còn có thể đi vào sao? Muốn làm chuyện lớn thì cần phải có thủ đoạn độc ác hơn nữa trước khi ra khỏi cửa cha đã nói thế nào. Chuyện này nếu xảy ra chuyện gì, toàn bộ nhà họ Hồng chúng ta từ trên xuống dưới sẽ xong đời, cho nên tốt nhất anh bỏ qua ý nghĩ vô lý đấy đi. Được rồi, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi, cậu nói xem cậu đáng giá sao. Lão Tam nhìn thấy sắc mặt Lão Thất nghiêm khắc vội vàng dừng lại. Trong lúc hai anh em nói chuyện, Lão Thất cầm kính viễn vọng quan sát phương xa. Ngay sau đó hắn trầm giọng nói, tới đây, kiểm tra thiết bị. Được Lão Tam Hồng ra đáp. Sau khi Dương Bách Xuyên lên bờ, lại cho chủ thuyền 2 vạn đồng, còn nói, ông ở đây chờ tôi còn phải quay lại, sẽ không để ông bị thiệt thòi. Chủ thuyền trung niên nhìn Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói, chàng trai, nơi này là mỏ đảo hoang phế nhiều năm, trước không có thôn, sau không có cửa hàng, nếu muốn chờ thì cũng được, nhưng tiền phải tăng. Dương Bách Xuyên vội vàng, không có thời gian lằng nhằng với ông ta, trực tiếp lấy ra 1 vạn ném cho ông ta và nói, cho ông 1 vạn tiền đặt cọc trở về, chờ tôi 1 giờ, nếu trong 1 giờ tôi không quay về, thì ông cứ quay về, nếu tôi quay lại, thì sẽ cho thêm 30.000. Chủ thuyền vừa nghe ngay lập tức mừng rỡ, hôm nay có thể xem như gặp kim chủ rồi, đừng nói để cho ông ta chờ 1 giờ, cho dù là 10 giờ cũng chờ. Tiền 1 ngày hôm nay ông ta kiếm được cũng phải bằng tiền ông ta phải bận rộn 1 tháng. Dương Bách Xuyên trực tiếp lên đảo, sau khi đi mấy trăm mét, từ xa đã thấy được trên vách núi thật lớn, có một loạt mỏ sơn động bỏ hoang, sau khi tìm được mỏ số 3, vội vàng chạy tới. Anh phóng thần thức ra xung quanh 900 mét, 4 phía cũng không có phát hiện người nào, hay là nơi nào. Đáng tiếc là, linh thức của anh không tới 3.000 mét. Không nhìn thấy Lão Tam và Lão Thất của nhà họ Hồng đang theo dõi anh. Dương Bách Xuyên đi tới cửa mỏ số 3, bên trong đen như mực không thể nhìn thấy gì cả, thế nhưng anh phóng linh thức ra xem xét.
Sau một giây, anh cách nơi này hơn 400 mét, Dương Bách Xuyên thấy được chị Mai bị trói ở trên một cái khung sắt, ở bên cạnh chị Mai còn có hai người đàn ông, tu vi là ám kình tầng 9, điều này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên thả lỏng, hai tên ám kình tầng 9 mà thôi, anh nhắm mắt lại vẫn có thể thu thập, không nghĩ nhiều, vội vàng chạy vào mỏ sơn động. Cách đó 3.000 mét, sau khi Lão Tam nhìn thấy Dương Bách Xuyên bước vào, hắn ta vội vàng nói, Lão Thất, tôi bấm nhé, dứt lời, hắn ta đang định bấm điều khiển từ xa. Đợi đã, đợi Dương Bách Xuyên đi vào trong rồi bấm, chắc cốt quan trọng hơn. Lão Thất nhà họ Hồng nói, đúng là ngứa ngáy, cậu phải nắm bắt thời gian, đừng để anh ta chạy ra ngoài. Lão Tam nói, Lão Thất nhìn màn hình trong tay nói, yên tâm đi. Em đã cài đặt thiết bị video không giới hạn trên người của Hồng Phúc và Hồng Quý rồi, đợi anh ta tới bên cạnh chị Mai, chúng ta sẽ ấn điều khiển để nổ chết anh ta, như vậy mới không để xảy ra sai sót. Cũng khá tiếc cho Hồng Phúc và Hồng Quý, dù sao thì bọn họ cũng là người nhà họ Hồng, cậu nói xem có phải cậu quá ác độc không, cứ nhất thiết phải để người của mình chôn cùng Dương Bách Xuyên. Lão Tam oán trách nói. Lão Thất trầm giọng nói, là một phần của nhà họ Hồng. Đóng góp cống hiến cho nhà họ Hồng là nghĩa vụ mà mỗi người phải làm, mặc dù Hồng Phúc và Hồng Quý phải chôn cùng Dương Bách Xuyên, nhưng có thể giết được anh ta, bọn họ cũng xem như là lập công. Nếu như không có Hồng Phúc và Hồng Quý ở trong quặng mỏ, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, chỉ khi có hai người họ ở trong đó, mới có thể đánh lạc hướng được Dương Bách Xuyên, nếu không, để anh ta phát hiện có thuốc nổ được chôn trong quặng mỏ, liệu anh ta còn đi vào sao? Lão Tam thở dài một tiếng. Mặc dù đứa em này của hắn làm việc tàn nhẫn không từ một thủ đoạn nào, nhưng cậu ta cũng rất thận trọng, luôn suy nghĩ chu toàn, như vậy mới không để ra sai sót. Hắn nói, chỉ đáng tiếc, Hồng Phúc và Hồng Quý đến chết cũng không biết, bọn họ sẽ bị hai chúng ta nổ chết. Anh ba, yên tâm, em cũng là người nhà họ Hồng, sao lại không biết đau lòng, nhưng vì gia tộc chúng ta, em tuyệt đối không thể có sơ hở, đợi xong xuôi mọi chuyện, em sẽ bồi thường cho người nhà của Hồng Phúc và Hồng Quý. Lão Thất nói, đúng là nên bồi thường, Lão Tam thở dài nói. Dương Bách Xuyên thả lỏng, im lặng tiến vào trong quặng mỏ, rất nhanh anh đã đi tới vị trí của chị Mai. Khi tới gần chỉ còn cách 10 mét, hai gã to lớn đang canh giữ bên cạnh chị Mai cũng phát hiện ra Dương Bách Xuyên, có điều, trong mắt Dương Bách Xuyên hai gã này đã là người chết, long lân tế xuất, ánh sáng lóe ra, chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn. Hai gã võ cổ ám kính tầng 9 ngã trên mặt đất. Lúc này, chị Mai nghe được tiếng động, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện ngay trước mắt. Vành mắt thời đỏ lên, miệng của cô bị bịt băng dính kêu không ra tiếng. Dương Bách Xuyên vội vàng xé băng dính trên miệng cô ra, anh hỏi, chị Mai, chị sao rồi? Nhóc Xuyên, chị Mai cố gắng không khóc, ánh mắt cô tràn đầy vẻ hoảng sợ, cũng đan xen cả phức tạp. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại tới đây cứu cô, tới bây giờ cô vẫn không hiểu, vì sao bọn cướp lại muốn bắt cóc cô. Chị Mai, không sao rồi, có em ở đây, không sao, không sao. Dương Bách Xuyên ôm chị Mai an ủi. Chị Mai cũng không phải một cô gái nhỏ không hiểu sự đời, cô lăn lộn trong giới giải trí cũng đã trải qua phong ba bão tố, rất nhanh cô đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó cô nhìn về phía Dương Bách Xuyên rồi đột nhiên hôn lên môi anh một cái. Chị Mai đỏ mặt nhìn Dương Bách Xuyên nói, thật ra tôi không giống như lời đồn bên ngoài, tôi cũng có mục tiêu theo đuổi của riêng mình, và cũng đang tìm kiếm nửa còn lại của cuộc đời, chỉ là mấy năm nay vẫn chưa gặp được, nhưng khi ở cạnh cậu, tôi cảm thấy cậu có một khí chất đặc biệt rất thu hút. Nếu như có thể, xin hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu. Sở dĩ chị Mai nói những lời này với Dương Bách Xuyên, tối qua đã mất ngủ suy nghĩ cả một đêm. Cũng là vì Dương Bách Xuyên anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện ở nơi này, cô biết cuộc đời chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, có một số chuyện một khi bỏ qua thì sẽ hối hận cả đời. Thế nên giờ phút này, cô mới nói ra tiếng lòng của mình với Dương Bách Xuyên. Tình là gì mà yêu là gì, không một ai có thể giải thích rõ. Trong mắt của chị Mai, Dương Bách Xuyên có một loại khí chất đặc biệt đã thu hút cô, anh mạo hiểm tới đây để cứu cô, Dương Bách Xuyên là anh hùng cứu mỹ nhân. Là hoàng tử cứu công chúa từ tay của bà phù thủy, đây được gọi là tình yêu, phải không? Những năm nay, cô cũng không biết tình yêu là gì, có lẽ thời điểm hiện tại chính là yêu. Cô không phải là một cô gái bé bỏng, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cô đã từ sâu trong trái tim, chắc chắn rằng mình có cảm tình với Dương Bách Xuyên. Dứt lời,
Chị Mai nhìn Dương Bách Xuyên bằng một ánh mắt dịu dàng. Còn Dương Bách Xuyên lại bị chị Mai dọa sợ, hơn nữa còn nói mấy lời này trong hoàn cảnh hiện tại, khiến anh có chút bối rối. Chị Mai hôn em, chị đang tỏ tình với em đấy à? Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng bất ngờ, kèm theo một tia tự luyến, anh được nữ thần thổ lộ thì sao lại mất hứng được? Dưới ánh mắt mong đợi của chị Mai, Dương Bách Xuyên nghĩ mình nên nói gì đó. Chị Mai, thật ra em cũng. Khi Dương Bách Xuyên đang trả lời, nửa câu sau còn chưa nói xong, trong đầu anh vang lên một âm thanh giống như tiếng nổ. Là tiếng của sư phụ Vân Thiên Tà, gần như là gào khản cả cổ, thằng nhóc thối, mau phòng ngự, lần này xui xẻo rồi, sơ ý, quá khinh địch. Dương Bách Xuyên cũng có cảm giác rùng mình, bình càn khôn trên tay trái nóng rực tỏa ra tia sáng, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên triệu hoán khôi giáp ra ngoài, huy động chân khí toàn thân bao phủ chị Mai vào bên trong trước tiên. Trong mắt chị Mai, cô chỉ thấy trên người Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng, một bộ giáp đẹp mắt tưởng như chỉ có thể nhìn thấy trong anime, cô được Dương Bách Xuyên ôm chặt vào trong ngực. Đúng lúc này, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ầm ầm. Chị Mai mở to hai mắt, bây giờ cô cũng hiểu rõ, lần này mình chết chắc rồi. Dương Bách Xuyên cũng đổ mồ hôi lạnh, anh không ngờ đối phương lại dùng tới thuốc nổ, lần này là do anh quá sơ ý. Có điều, nghĩ lại chuyện này cũng không thể trách anh được, thứ nhất là chị Mai ở trong quặng mỏ, thứ hai là đối phương còn có hai võ cổ giả ám kình cấp 9, quả nhiên là vì giết mình mà hạ cả vốn, để hai gã võ cổ giả chôn cùng. Lúc bước vào, anh đã dùng linh thức thăm dò một lượt, chỉ thấy chị Mai ở cùng chỗ với hai gã ám kình cấp 9, trong lòng anh chỉ nôn nóng muốn cứu người, cũng không kiểm tra, càng không nói tới việc nghĩ nhiều, anh hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này lại chôn thuốc nổ. Hiện tại Dương Bách Xuyên mới biết, nhưng tất cả đã muộn rồi. Đi kèm tiếng thuốc nổ, thứ mà anh cảm nhận được là áp lực chưa từng có, hơi thở chết chóc ngay lập tức bao trùm lấy trái tim anh. Ầm 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 ầm, kế tiếp là một chuỗi tiếng nổ liên hoàn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được uy lực hủy diệt trời đất của chất nổ đang đánh tới. Trong đầu anh vang lên câu nói cuối cùng của Vân Thiên Tà, ta nói con này thằng nhóc thối, sớm muộn gì con cũng sẽ thất bại vì phụ nữ. Bây giờ, thì toi rồi. Lão đầu, ngay cả người cũng không có cách nào sao. Dương Bách Xuyên vẫn không cam lòng hỏi sư phụ mình một câu. Uy lực nổ này có thể so sánh với thiên kiếp cao tầng, suy cho cùng thì vi sư cũng chỉ là tàn hồn thôi, bản tôn hận, đại bàng dương cánh hận trời xanh. Ầm ầm. Dương Bách Xuyên ôm chị Mai trong lòng, tai anh như ù đi, anh có thể cảm giác được khôi giáp trên người bình vỡ vụn chỉ trong nháy mắt. Toàn thân có một loại cảm giác như nứt toác. Lúc này anh cũng hiểu được câu nói của sư phụ, đại bàng tung cánh hận trời xanh, chính là đang nói về sư phụ, không có tiên thể, chỉ còn lại một tàn hồn, nếu không thì sao có thể bị nổ chết ở nhân gian. Đương nhiên sư phụ đang ở trong bình càn khôn, chỉ cần bình càn khôn không sao thì thần hồn của ông sẽ không bị tiêu tan. Nhưng Dương Bách Xuyên biết truyền nhân được sư phụ là mình. Sư phụ phải dựa vào bản thân anh tu luyện thành công rồi đưa ông về giới tu chân, đúc lại tiên thể. Một khi anh chết đi, sư phụ Vân Thiên Tà cũng không biết mình phải phong ấn trong bình càn khôn bao lâu nữa. Vậy nên Dương Bách Xuyên hiểu rõ tâm tình của sư phụ. Áp lực nổ bao phủ phía sau, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã mất đi ý thức, giây phút cuối cùng, anh thầm nghĩ, xin lỗi lão đầu, xin lỗi chị Mai. Cơ thể của chị Mai đột nhiên vỡ thành từng mảnh. Ầm ầm, toàn bộ quặng mỏ bị sạt lở. Trên ngọn núi cách quặng mỏ hơn 3.000 mét, lão Tam và lão Thất nhà họ Hồng nhìn thấy cả ngọn núi bên kia đã sụp xuống. Bọn họ cách đó hơn 3.000 mét, ngọn núi dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển, bụi bay mù mịt giữa trời tạo thành một đám mây hình cây nấm rất lớn, nhìn từ xa trông cực kỳ chấn động. Lão Thất, cậu dùng thuốc nổ gì vậy, uy lực này cũng quá lớn rồi. Lão Tam nói lắp hỏi. Đây là thuốc nổ ích có uy lực mạnh nhất trên thị trường chợ đêm, 100 gram có thể nổ ra một cái hố rộng 10 thước sâu 10 thước. Ánh mắt lão Thất lóe lên, nhìn về đám mây nấm phía xa nói. Em nói lần này, chắc là Dương Bách Xuyên bị nổ chết rồi chứ nhỉ? Lão Tam hỏi. Ha ha, cả một đống thuốc nổ ích, anh không thấy ngọn núi cũng sụp đổ rồi sao, cho dù có 100 Dương Bách Xuyên thì cũng bị nổ cho banh xác. Được rồi, quay về báo cáo thôi, nơi này không nên ở lại lâu. Tránh cho người ta lại nghi ngờ, thế ra võ cổ đi sử dụng thuốc nổ, chuyện này nếu để những tông môn cổ xưa kia biết được, nhà họ Hồng chúng ta liền toi đời.
Sau khi hai người nói xong thì nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi, thoáng một cái đã biến mất trong rừng rậm. Mà trước cửa vào đảo hoang, chủ thuyền chở Dương Bách Xuyên nhìn thấy đám mây hình nấm khổng lồ, miệng ông ta há hốc thành hình chữ O, lấy lại tinh thần, vẻ mặt ông ta bị dọa thành trắng bệch, tự lẩm bẩm, ai ya, cái tên đẹp trai kia xong đời rồi sao? Số tiền này không kiếm được rồi, nhanh chóng quay về thôi. Chủ thuyền rời đi, trên đảo hoang vu, cả một quặng mỏ to lớn sụp xuống, âm thanh vang dội lan xa. Chiều cùng ngày, đài truyền hình và truyền thông đảo Hồng Kông đưa tin về vụ nổ lớn tại mỏ đảo hoang, nguyên nhân cụ thể vẫn đang tiến hành điều tra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.